Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một gương mặt vừa lạ mà vừa quen với chúng ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trong cái bề dày của nhà báo thì Nguyễn Anh Tuấn là một người làm báo rất là lâu năm, viết sách bình luận tại Hoa Kỳ, in sách, xuất bản sách bình luận tại Hoa Kỳ, viết bình luận tại Hoa Kỳ rất nhiều năm, làm cho nhiều tờ báo lớn của Hoa Kỳ như Mercury News, Sài Gòn Nhỏ, nhiều tờ vân vân và vân vân thế kỷ 21. Và anh làm cái bút bình luận được ăn khách tại Mỹ, nhiều người quen biết. Tuy nhiên anh đã từng cộng tác trên nhật báo của Liberty trên mười mấy năm vừa qua. Tuy nhiên khi bị xuất hiện trên truyền hình đó, quý vị có lẽ lần đầu tiên gặp anh trên truyền hình, và cũng có thể gặp anh ở một channel khác, ở tại miền Đông, ở tại miền Trung, ở tại miền Tây Hoa Kỳ. Anh xuất hiện trên nhiều đài truyền hình khác nhau, cho nên chúng tôi gọi là vừa quen mà vừa lạ là như vậy. Có một số người quen rất là lâu năm, tuy nhiên có những người gặp lần đầu tiên làn sóng này vừa lạ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến người bạn tôi, nhà bình luận nổi tiếng Nguyễn Anh Tuấn, với bút danh quen thuộc trên các đài truyền hình khác, là Mai Loan. Thưa quý vị, và xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh Nguyễn Anh Tuấn, tức Mai Loan, sẽ cộng tác với chúng ta trong một số chương trình, đặc biệt là chương trình vào sáng thứ Bảy về thời sự Hoa Kỳ. Đó là một tựa đề của cuốn sách dày cộm trên 600-700 trang mà cách đây khoảng 4 năm anh đến thăm San Jose đã tặng tôi, thời sự Hoa Kỳ. Bảo anh, thời sự Hoa Kỳ. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp anh và xin hân hạnh giới thiệu anh với tất cả quý vị khán độc giả của nhật báo Calibre và hệ thống truyền hình YouTube của chúng ta. Xin mời có lời chào đến quý vị anh Nguyễn Anh Tuấn. Dạ vâng, từ thành phố Houston, Texas, chúng tôi là Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn. Rất hân hạnh được trò chuyện với anh Nguyễn Xuân Nam và quý khán thính giả của chương trình tại vùng San Jose lần đầu tiên. Chúng tôi cũng đã quen biết với anh Nam khá lâu, đã gửi rất nhiều bài viết, bài cho anh Nam đăng trên các tờ báo trong thời gian qua. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trên chương trình gọi là talk show, và cũng là một cái hân hạnh cho chúng tôi có thể được góp mặt trên làn sóng này để thưa chuyện cùng với tất cả quý khán thính giả. Anh Nam ạ. Dạ, tôi cảm ơn Tuấn. Tôi có cái tìm hiểu một chút tiểu sử về anh cặn kẽ hơn để biết trong một cái trang, trong một cuốn sổ tay dày. Nhưng mà không biết tại sao đến giờ lên làn sóng này, rồi tôi lục mãi tìm mãi không ra. Cho nên chúng tôi giới thiệu những nét đại khái tượng trưng về Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng mà chúng ta đều nhớ điều này, đây là một nhà báo lâu năm, nhiều kinh nghiệm, trừng trải trên các tờ báo khác nhau, các đài truyền hình lớn khác nhau. Và chúng tôi hy vọng rằng cái sự góp mặt của anh sẽ tăng thêm giá trị của chương trình chúng ta và tăng thêm những kiến thức mà chúng ta cần biết. Thì ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên chúng ta thì anh chào sân bằng chương trình như thế nào, thưa Nguyễn Anh Tuấn? Dạ vâng, thưa anh Nam và thưa quý khán giả, trong một cái chương trình mà phân tích thời sự mà chúng ta làm hàng tuần đó, thì chúng ta không có cung cấp những cái thông tin cập nhật nhất, tại vì nó thay đổi theo từng giờ, từng ngày một. Đúng rồi. Chúng ta có thể tóm lược một số những cái thời sự gọi là đáng chú ý nhất, nổi bật nhất, và chúng ta dành thời giờ để mà phân tích một cách chi tiết hơn để cho mọi người được có thể hiểu rõ cái vấn đề. Còn những bản tin mà khi mình đọc thoáng qua đó, đôi khi mình chỉ biết nó là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không biết được cái nguồn gốc, cái gọi là cái background của vấn đề, cho nên chúng ta không có hiểu rõ cái ý nghĩa của cái sự kiện đó. Thì trong cái lĩnh vực đó chúng ta gọi là phân tích hay là gọi là bình luận, thì tùy theo cái nhìn chủ quan của mỗi diễn giả. Trong chương trình lần đầu tiên hôm nay vào ngày thứ Bảy, chúng tôi xin tạm đề nghị như thế này với anh Nguyễn Xuân Nam và quý khán thính giả, là chúng ta có thể bàn sơ qua bắt đầu chương trình là một số những cái thông tin thời sự mới nhất để cho chúng ta biết được những cái diễn biến thời sự.
Sau đó chúng ta cũng tường thuật về một cái sự kiện thời sự nổi bật nhất trong những ngày vừa qua. Đó là cái cuộc điều trần của cái Ủy ban Hạ viện điều tra về ngày 6 tháng Giêng, viết tiếng tắt tiếng Mỹ tiếng viết tắt là J6, tức là January 6. Nó có cái phiên điều trần trước công chúng lần đầu tiên vào tối thứ năm vừa qua ở cái giờ cao điểm. Trong suốt 2 giờ đồng hồ như vậy đó thì họ trình bày rất rất nhiều những cái sự kiện mà không phải người nào cũng có thể nắm bắt được hết, cho nên chúng tôi xin nghĩa là mượn những cái bài tóm tắt của những nhà báo uy tín trên NPR, trên Washington Post hay là CNN, họ đúc kết lại rất là đầy đủ để từ đó giúp cho khán thính giả biết được, có được một cái nhìn đầy đủ. Sau đó mỗi người có cái nhận định, cái kết luận như thế nào rồi tùy quý vị, nhưng mà quan trọng nhất là quý vị cần biết những cái gì họ đã nói, họ đã trình bày trong cái buổi điều trần đó một cách đầy đủ và một cách trung thực. Đó là cái cung cách làm việc của chúng tôi trong nhiều năm qua, viết bài. Và cái phần sau cùng của cuộc nói chuyện đó, chúng ta phân tích về cái kết quả bầu cử sơ bộ tại California, là cái nơi mà có đông người Việt cư ngụ nhất, cũng có nhiều ứng cử viên ra tranh cử ở nhiều chức vụ từ địa phương, tức là hội đồng thành phố như là tại San Jose, rồi đến cái cấp tỉnh hạt, tức là county đó, rồi lên đến cái cấp tiểu bang, dân biểu tiểu bang, rồi đến cả cái gọi là dân biểu liên bang nữa, và dĩ nhiên có cái chức vụ mà toàn tiểu bang. Thành ra cái đó là nó gắn liền với lại cái cộng đồng người Việt chúng ta, cho nên có lẽ sẽ nhiều người chú ý đến cái chi tiết đó. Nhưng mà chúng ta sẽ hy vọng là với cái nội dung như vậy, chúng ta sẽ có được một cái nhìn về cái vấn đề thời sự tương đối là khá đầy đủ. Anh Nam ạ. Rất là cảm ơn anh. Cái cây đinh, quý vị nghe ta cứ một cái nhát, phát vẽ một nhát thôi đó. Quý vị thấy một nhà báo có kinh nghiệm. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, nếu không nói đến cái sự kiện điều trần 6 tháng Giêng, thì là một thiếu sót lớn. Là một thiếu sót lớn. Và trong cuộc điều trần 6 tháng Giêng này, đó, có thể nói rằng nhiều vấn đề được chú ý. Nhiều vấn đề lần đầu tiên đưa ra ánh sáng đã soi rọi chúng ta những cái điều mà chúng ta nghe đồn, nghe nói nhưng mà chưa có được nghe chứng cứ. Thưa quý vị, thì để cho quý vị có một cái nhìn đầy đủ hơn về phiên điều trần vào tối thứ năm, thì thưa quý vị, đó là bản điều trần, chương trình điều trần tuy nó kéo dài một vài giờ đồng hồ thôi nhưng có thể thu hút sự chú ý gần như toàn bộ người Mỹ. Những người quan tâm chính trị, văn mệnh nước Mỹ đều phải đặt mắt nhìn vào truyền hình vào tối thứ năm, thưa quý vị. Và chúng ta đã dành nhiều thời gian của Nguyễn Hoàng Duyên, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, của anh Việt Linh, của cô Hương Giang, của anh Nguyễn Xuân Nam, của rất nhiều người để nhìn vào cái bản điều trần này. Tuy nhiên, ở góc độ phân tích và bình luận vào cuối tuần, thì nhà báo Mai Loan sẽ gửi đến quý vị một cái nhìn về vấn đề này thêm để cho quý vị có thể rộng đường kiến thức và suy nghĩ. Mời nhà báo Mai Loan. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã giới thiệu về cái tầm quan trọng của cái phiên điều trần đó. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà xin mạn phép với anh Nam là chúng tôi có giới thiệu tốt đầu, cho phép mình điểm sơ qua về một số những cái thông tin thời sự nó bên lề, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng liên quan đến vấn đề đại dịch COVID-19. Tuy rằng là coi như là mọi người không còn lo sợ nữa và đời sống gần như là bình thường trở lại, thì một cái bản tin tương đối là tích cực, là vui, là cái bản tin của chính phủ Hoa Kỳ qua cơ quan CDC. Họ cho biết rằng bắt đầu từ Chủ nhật tuần này đó thì là sẽ không còn đòi hỏi cái quy định là phải xét nghiệm COVID-19 khi đến Hoa Kỳ. Thì đây là một cái dấu, cái bước quan trọng, nó sẽ giúp cho cái ngành du lịch hàng không nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
tại vì rất nhiều người ngần ngại đi đến Hoa Kỳ vì sợ bị chặn như vậy. Cho nên cái quyết định này nó rất là tốt và người ta tiên đoán rằng nó sẽ đẩy mạnh cái ngành du lịch hàng không. Thật sự ra thì nó đã mạnh rồi chứ không phải đợi đến cái quyết định này. Bởi vì thống kê từ cái weekend mà gọi là Memorial Day vừa qua đó cuối tháng 5 cho thấy là có 11.200.000 người dân Mỹ đã đi du lịch trong nước Mỹ. Tức là nó gần bằng cái con số 12.300.000 trước cái cơn đại dịch. Thành ra với cái đà này đó thì cái ngành du lịch nó phát triển trở lại mạnh mẽ bình thường, nó cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang nghĩa là tăng trưởng rất mạnh, cho dù rằng là có những cái lời than phiền chê trách nào rằng là nền kinh tế hiện nay có nguy cơ bị khó khăn, rồi tệ nạn lạm phát gia tăng, giá xăng dầu gia tăng, giá vé máy bay gia tăng, dân chúng Mỹ vẫn đi chơi nhiều, vẫn tiêu tiền như thường. Lý do là vì họ có đồng tiền, họ có đồng lương, họ có cái khả năng đi làm như vậy. Trước cái tin có vẻ lạc quan như vậy đó, thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái tin song song, nó không có mấy không phải là bi quan, nhưng mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra, mình có để ý. Đó là về vấn đề một số các học khu lớn đông học sinh tại nước Mỹ, trong đó có học khu Berkeley trên vùng Bắc California đó, họ vẫn đưa ra cái quy định là hoặc là yêu cầu hoặc là khuyến cáo các em học sinh khóa hè, tức là đã đi học rồi đó, vẫn tiếp tục đeo mặt nạ tại những nơi mà cái con số COVID-19 nó vẫn gia tăng. Có nhiều cái thành phố, nhiều cái khu học khu lớn mà có đông học sinh, cái trường hợp COVID nó vẫn gia tăng và không phải em học sinh nào cũng đã chích ngừa. Cho nên cái việc mà nếu chẳng may bị lây nhiễm COVID đó, nó cũng là một cái trở ngại lớn. Những học khu lớn như chúng tôi nói tại Berkeley, tại Sacramento, ở California, hoặc là tại Pittsburgh và tại Philadelphia. Như quý vị biết rồi, là lý do mà tại sao cái COVID-19 nó gia tăng mà mọi người không có hoảng hốt nữa là tại vì những người mà bị cái hệ quả nặng đó, tức là bị nặng vào nhà thương, đưa lên phòng ICU hoặc là bị tử vong đó, nó không có còn kinh hồn như trước đây nữa, cho nên người ta không còn lo sợ. Tuy nhiên, đừng có quá chủ quan để cho rằng là COVID-19 không còn nữa, đã bị triệt tiêu vân vân. Tại vì trong cái cộng đồng khoảng 330 triệu người dân tại Hoa Kỳ đó, cũng còn một số lớn, ít nhất là từ 20 đến 30 triệu người từ trước đến nay vẫn ngoan cố từ chối chích ngừa. Và nếu chẳng may những thành phần này bị lây đó, thì họ sẽ bị những cái hệ quả rất là nguy hiểm, thường là bị nặng, hấp hối và tử vong. Ngay cả những người mà đã được chích ngừa hai lần rồi thêm một booster, hai booster, nhiều người bị COVID-19 phần đông là những cái triệu chứng rất nhẹ, nhưng mà có nhiều người cũng bị rất nặng, kéo dài cả một tuần hay 10 ngày với những triệu chứng ho, rát cổ, nóng sốt, có khi ho ra máu, tức là rớm. Thành ra chúng ta không có thể ý y và coi thường. Và khi nói đến đây, cho phép chúng tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân là ngày thứ năm vừa qua đó, là chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, rên mình rên mẩy và hơi có cái dấu hiệu là rát cổ, thì mình nghĩ là bị cảm cúm, thì bà xã chúng tôi nói là coi chừng là COVID. Thành ra hai vợ chồng đi test đi cho nó chắc ăn. Thì tối hôm qua chúng tôi đi test, tại vì trước đó đó chúng tôi đi test rất rất thường, cứ là một hai ngày đi test lần ở cao điểm, bởi vì có những cái phương, những cái địa điểm test curative rất dễ làm cái hẹn đó trong vòng 5 phút rồi mình chạy ra cái địa điểm nó ở một cái siêu thị gần nhà. Và ngày hôm qua chúng tôi đi, vợ chồng chúng tôi đi, thì sáng hôm nay trước giờ lên truyền hình với anh Nguyễn Xuân Nam thì chúng tôi nhận được cái test là mình bị positive. Tức là Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn đang nói trước quý vị đây là một người bị positive COVID mới cách đây vài giờ đồng hồ được xác nhận như vậy. Cho nên tôi phải báo cho bà xã biết cùng với cô con gái đó là họ đang đi tham dự một cái cuộc biểu tình ngày nay, là hôm nay nè, cuộc biểu tình trên toàn quốc, nó gọi là March of Our Lives. Thành ra mình cẩn trọng là coi bà xã có bị không, nếu bị thì mình nên tránh tiếp xúc với những người khác.
Và chúng tôi cũng loan báo như vậy để cho những người bạn chúng tôi tại thành phố Houston, trong cái thời gian qua, cái lần chót mà chúng tôi tiếp xúc gần gũi với họ là vào ngày Chủ nhật vừa rồi, đi tham dự một cái festival mì Quảng cho cái hội ái hữu Quảng Nam. Thì đó là những việc chúng tôi gần gũi. Nếu như mình có bị nhiễm thì những người đó cũng có thể bị, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là ngày Chủ nhật tuần trước, nhưng mà đến thứ năm vừa qua đó thì chúng tôi mới có cái dấu hiệu như vậy. Thì nhiều phần là ngày Chủ nhật vừa rồi chúng tôi không có bị, nhưng mà nếu những người bạn đó, quý vị đang theo dõi, những người bạn trong nhóm La Madeleine và nhóm Người Việt Channel tại Houston đó, quý vị hãy kiểm tra lại coi nếu có dấu hiệu đi test như vậy. Và cái sự kiện mà một người bị COVID, mới bị COVID như chúng tôi đó vẫn còn nói chuyện được như vậy, nó là cái bằng chứng cho thấy là nhờ cái ích lợi của cái việc chích vaccine, chích booster, chúng ta cứ nên làm theo những cái lời khuyên của các chuyên gia y tế hàng đầu, và chúng ta nên áp dụng cái câu mà của tổ tiên đã dạy, đó là cẩn tắc vô ưu, để mà đỡ được những cái ấy nấy nó chắc ăn hơn. Tại vì chúng ta chẳng thà cẩn thận, chẳng thà bị người ta chê là chết nhát, là quá cẩn thận, còn hơn là bị nặng vào nhà thương, hấp hối trên giường bệnh và có thể tử vong. Đó là cái lời khuyên mà chúng tôi muốn đưa, và cái điều này nó thích hợp với cái bản tin vừa rồi. Nó cho thấy rằng là các học khu, tức là các khu học chính tại Hoa Kỳ đó, họ vẫn còn khuyên học sinh nên đeo mặt nạ trong cái mùa học mùa hè này tại những nơi mà cái số COVID nó vẫn còn gia tăng. Thành ra cái chi tiết đó cũng chia sẻ cho anh Nguyễn Xuân Nam và quý khán thính giả biết, để mà mình biết cái đời sống xung quanh nó là như vậy, để mình vẫn sinh hoạt bình thường, mình vẫn đi ăn đi uống, vẫn đi chơi vô đùa, nhưng mà mình vẫn cẩn trọng. Tại vì hiện thời bây giờ tất cả những cái hàng rào mà gọi là nhằm giới hạn, nên chẳng hạn như là bắt đeo mặt nạ, bắt thế này kia, nó đã bị hủy bỏ rồi, cho nên người ta càng dễ tiếp xúc hơn. Bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề anh Nam nói về cái cuộc điều trần của cái ban điều tra về biến cố ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Thì có lẽ mọi người đều đồng ý đó, là người ta trước đó người ta không biết là người dân sẽ nhìn thấy cái điều gì trong cái phiên họp đầu tiên, bởi vì những cái thông tin nó gần như là đã được tường thuật trong hơn một năm qua, với những diễn biến, những lời thâu đằng sau hậu trường của những nhân chứng sống. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ủy ban đúc kết một cái tất cả những dữ liệu sau hơn một năm trời thu thập những chứng kiến, những lời khai của hơn ít nhất là 100 nhân vật liên hệ đến cái cuộc biến loạn này. Có ít nhất là 860 người đã bị truy tố ra tòa, đã bị lập hồ sơ, khoảng 300 người đã bị lãnh án. Nhưng lần đầu tiên chúng ta nghe được những cái lời mà từ trước giờ chưa có được tiết lộ. Và mở đầu ngay cái phần cái cuộc điều trần đó, thì hai nhân vật quan trọng là ông dân biểu Benny Thompson là chủ tịch của ủy ban, và bà Lee Cheney là phó chủ tịch ủy ban, đưa ra những cái lời lẽ rất là mạnh bạo, rất là rõ ràng. Ông Benny Thompson nói rằng là những cái hình ảnh bạo loạn mà họ chiếu lại một lần nữa cho người ta thấy đó, rõ ràng đây là một cuộc bạo loạn rất là khủng khiếp. Giống như hình ảnh mà cái dân phiến loạn nó đánh đập cảnh sát, nhân viên công lực rất là tàn bạo, cho nên không hề có cái gọi là những cái cuộc thăm viếng của du khách đến cái tòa nhà quốc hội. Tại vì sau cái cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra, có nhiều người nói làm cái gì mà to lớn, nó chỉ là một cái cuộc mà nhiều người đi viếng thăm tòa quốc hội thôi, một vài phần tử bạo loạn thôi, chứ không phải là một cái cuộc gì ghê gớm lắm. Hoàn toàn không có cái sự kiện, nó là một cái thảm trạng kinh hồn. Cái người thứ hai là bà Lee Cheney đưa ra một cái câu nó sẽ đi vào lịch sử. Bà nói với lại các dân biểu phe Cộng Hòa mà vẫn tiếp tục biện hộ cho cái hành động của ông Trump, mấy cái dân biểu này còn nói ngược lại với chính mình nữa, là còn tìm cách nói rằng cái chuyện nó không có đáng gì hết. Thì bà nói rằng là
Tôi muốn nói với các vị đồng viện phe Cộng Hòa của chúng tôi, quý vị là những người đang tìm cách biện hộ cho một điều không thể nào biện hộ được, tức là defending the indefensible. Bà Lee Cheney kết luận như thế này nè. Rồi sẽ có một ngày Donald Trump sẽ ra đi, tức là ông có thể vào nhà tù, ông có thể chết vì bệnh, ông cũng có thể chết vì bệnh già. Rồi sẽ có một ngày Donald Trump cũng ra đi. Nhưng mà cái ô nhục, cái ô uế danh dự của quý vị đó, nó sẽ vẫn còn lưu lại mãi cho hậu thế. But your dishonor will remain. Đây là một cái câu nghĩa là rất là mạnh mẽ, rất là xác quyết, cho người ta thấy một phần nội dung của cái kết luận của cái cuộc điều tra này. Và nếu mà rồi sau đó đó, cái phiên điều trần này nó đưa ra rất rất nhiều những cái chi tiết mà mình coi thoáng ra, có lẽ anh Nguyễn Xuân Nam và một số quý khán thính giả mà rành tiếng Anh theo dõi đó, mình say mê trong 2 giờ đồng hồ đó, nó nhiều cái biến cố nó dồn dập nó đưa đến. Thành ra bây giờ bảo mình tóm lược lại như thế nào cho đầy đủ cũng rất là khó. Cho nên chúng tôi dựa vào một cái phần tóm lược rất đầy đủ, rất là xúc tích của nhà báo Domenico Montarano của cơ quan truyền thông National Public Radio NPR đã họ viết ra rất là đầy đủ. Có những điều mà chúng ta có thể học được từ cái cuộc điều trần vào tối thứ năm vừa qua đó. Thứ nhất là có rất nhiều những thông tin mới chưa bao giờ được tiết lộ lần đầu tiên cho người ta thấy. Thứ nhất là chúng ta thấy được thêm những cái hình ảnh video từ những cái ống kính của các cảnh sát viên chứng kiến tại chỗ, bị đánh đập tại chỗ, cùng với những cái ống kính ở trên cái điện Capitol gắn khắp nơi, gắn nhiều văn phòng khắp nơi đó. Nó cho chúng ta thấy những cái hình ảnh mới chúng ta chưa thấy được. Lần đầu tiên chúng ta nghe chính miệng của ông Bill Barr, tổng trưởng tư pháp của ông Trump, một người cúc cung, nghĩa là trung thành phục vụ cho ông Trump trong suốt nhiều năm trời đó. Ông nói thẳng với các điều tra viên, với cái phần thu hình và những cái lời, quý vị nên nhớ những cái lời điều trần như vậy là tất cả những nhân chứng này trước đó đều tuyên thệ là chúng tôi chỉ nói sự thật và sự thật mà thôi. Bởi vì nếu mà sau này chứng tỏ là những cái lời đó là lời nói dối, không đúng sự thật, thì những người này sẽ bị truy tố ra tòa và sẽ phải vào ngồi tù. Cho nên những lời đó rất quan trọng. Ông Bill Barr nói cái gì? Ông Bill Barr nói rằng là những cái lời cáo giác về gian lận bầu cử mà ông Trump cứ rêu rao đó là bullshit. Dịch nguyên văn đó là phân bò. Chưa bao giờ chúng ta nghe một người, nghĩa là phụ tá cao cấp của ông Trump nói như vậy. Thì từ cái đó không là nó đã dẫn đến cái kết luận rằng là cái cuộc bầu cử đó nó có gian lận hay không, hay chỉ là bullshit mà thôi. Và lần đầu tiên người ta cũng thấy chính cô con gái rượu của ông Trump, Ivanka Trump đó, cũng xác nhận một lần nữa là những cái gì mà ông bà nói đó là đúng, tại vì tôi rất là kính trọng ông. Rồi đến phiên ông đại tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng của quân lực Hoa Kỳ đó, cũng xác nhận rằng là chỉ có ông phó tổng thống Mike Pence đã, nghĩa là hốt hoảng gọi cho ông tổng trưởng quốc phòng là nói là phải đưa quân đội đến để mà giải cứu, để vãn hồi trật tự. Nhưng mà khi ông liên lạc với lại cái ông Mark Meadows, phụ tá cao cấp ở tòa Bạch Ốc đó, gọi là Chief of Staff, tức là mình dịch tương đương là bộ trưởng phủ tổng thống, thì ông Mark Meadows lại nói ngược lại, ông nói là thôi mình đừng có nói như vậy nữa, có vẻ như là tình hình nguy kịch này kia, anh phải nói như thế nào để chứng tỏ là Donald Trump vẫn còn, nghĩa là in control, vẫn còn nắm quyền, vẫn còn điều hành ở bên. Thành ra ông Mark Milley đó, ông nhìn thấy đây là những cái trò chơi chính trị bẩn thỉu, politics, politics, politics. Và ông nói rằng là đây là một cái dấu hiệu nguy kịch, báo động, red flag, là cái tình trạng bất ổn. Và trong cái phần này, phần điều trần này đó, phần đầu mở mà bà Lee Cheney bà cũng kể luôn cho một người thấy là ông dân biểu Scott Perry ở Pennsylvania và nhiều ông bà dân biểu của phe Cộng Hòa tham dự vào, dính líu như thế nào vào cái cuộc mà bạo loạn đó. Sau cái vụ đó, sau ngày 6 tháng giêng, đã tìm cách vào tòa Bạch Ốc chạy chọt để mà xin ông Donald Trump hãy là
khoan hồng, pardon. Quý vị biết rồi, một vị tổng thống có quyền đưa ra cái án lệnh gọi là cái phán quyết là an khoan hồng, tức là ân xá, khoan hồng. Thì tất cả những tội danh gì cũng đều được ân xá hết. Thì những người này chưa bị kết tội gì hết mà đã xin cái khoan hồng, tức là tự nó đã nói lên là họ đã có cái tội lỗi rồi. Họ đã có cái mặc cảm tội lỗi rồi. Rồi người ta cũng lần đầu tiên thấy được những cái text trao đổi giữa cái anh chàng Sean Hannity của đài Fox News, một cái tay bình luận bảo thủ chuyên binh vực Trump hết mình trong thời gian qua. Cái anh này trao đổi với cái cô Kelly McEnany, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, một cái cô bé rất xinh nhưng mà mồm miệng giảo ngoạt, đưa ra những cái lời lẽ dối trá để biện minh cho ông Trump. Thì cả hai người đều đồng ý với nhau khi mà anh Sanity nói là thôi đừng có nói chuyện bầu cử gian lận gì hết đó, hãy lo dẹp cái vấn đề bạo loạn đi, tại vì không còn ai tin cái vụ gian lận. Và cái cô Kelly cô trả lời rất đúng, tôi đồng tình với ông. Chúng ta dùng cái này gọi là hãy áp dụng cái chiến thuật này gọi là playbook, hãy nên áp dụng như vậy. Và người ta cũng lần đầu tiên nghe được cái anh chàng cố vấn về vận động bầu cử của ông Trump là ông Jason Miller, lần đầu tiên nói cho mọi người biết rằng tôi nói với ông Trump những từ ngữ rất là rõ ràng là ông thua cái cuộc bầu cử này. Rồi kể cả cái ông luật sư đại diện cho ông Trump là ông Alex Cannon cũng xác nhận một lần nữa không hề có một cái bằng chứng nào gian lận rộng rãi hoặc là gọi là cái cuộc bầu cử này đã bị đánh cắp. Và cũng lần đầu tiên người ta biết được hai cái tổ chức mà gọi là bảo thủ cực thủ của dân da trắng mà có những cái hành động gọi là khủng bố nổi tiếng đó, là cái nhóm Proud Boys và Oath Keepers, nghĩa là xác nhận một lần nữa là ngày hôm đó họ tiến đến cái điện Capitol bởi vì họ tin rằng đó là cái điều mà ông Trump muốn như vậy. Và họ biết rằng là ông Trump vừa kích động họ và cũng muốn họ làm cái điều đó. Nhất là sau khi ông Trump bắn ra một cái tín hiệu stand back and stand by trong cái cuộc tranh luận với ông Joe Biden vào cuối tháng 9 trước cuộc bầu cử. Tức là làm sao stand back là quý vị hãy đứng im đó, stand by, chờ đó để tôi ra lệnh. Và họ cho rằng là đó là một cái tín hiệu, một cái ám hiệu. Donald Trump nói rằng các anh hãy chờ đó để mà khi tôi ra lệnh thì hãy tiếp tục nhảy vào cuộc ủng hộ. Và cái bằng chứng cụ thể nhất là sau cái lời phát biểu như vậy thì cái số người mà tham dự vào thành viên vào Proud Boy nó tăng gấp 3 lần. Điều này nó cho thấy là một cái dấu hiệu là nó có cái sự mà gọi là gắn bó giữa đôi bên. Thì bây giờ cái bài học kế tiếp đó, người ta thấy rằng rõ ràng là những cái đoạn video rồi cái cách trình bày của cái Ủy ban điều tra Hạ viện nó rất là hữu hiệu. Nó làm sao mà chúng ta có thể thu hút được cái sự chú ý của mọi người trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhất là những thông tin đó là người ta đã biết hết rồi. Tuy nhiên rõ ràng là cái ban điều tra đó họ phối hợp với các nhân viên kỹ thuật để họ đưa ra những cái hình ảnh cụ thể rõ ràng. Chẳng hạn như là cái đoạn video cho thấy là những cái thành viên trong cái văn phòng của ông dân biểu Kevin McCarthy, là ông lãnh tụ phe đa số, phe thiểu số Cộng hòa đó, cái ông mà trước đó đã kết án Donald Trump là có tội trong cái vụ đó, rồi sau đó lật ngược trở giọng, nghĩa là đảo ngược lại chính mình để mà tìm cách biện hộ cho Donald Trump. Thì những nhân viên ở trong văn phòng của ông Kevin McCarthy chạy chối chết ra khỏi cái căn phòng để đến một cái địa điểm ở dưới hầm tòa nhà Quốc hội được bảo vệ an toàn đó, bởi vì cái nhóm biểu tình nó đã tiến vào sâu vào rồi. Nó tiến sâu vào, nó tìm ông Mike Pence để mà siết cổ, nó tìm bà Nancy Pelosi cũng để là hành hạ cái gì đó mình không chưa biết được hậu quả là sao. Và dĩ nhiên nó cũng không tha những người như Kevin McCarthy, cho nên những nhân viên đó phải chạy chối chết như vậy. Thành ra cái sự kiện mà ông Kevin McCarthy sau này đảo ngược là chính mình đó, nó là một cái điều mà đáng cho người ta suy nghĩ. Và ngay cả một người phụ tá cao cấp của ông Trump là ông dân biểu Mick Mulvaney có lúc cũng được giao cái chức vụ mà Chief of Staff đó, cũng còn phải công nhận rằng là cái hình ảnh video với cái nội dung trình bày của cái buổi hội trần nó nghĩa là tuyệt vời, nghĩa là stunning, tức là kinh khủng. Và dĩ nhiên cái nội dung của cái buổi điều trần đó là
tất cả những dân biểu họ thu góp những cái điều tra này, họ đi đến một cái kết luận rõ ràng Donald Trump là một cái con người, một cái mối nguy cho cái nền dân chủ, một cái từ ngữ là rogue, tức là một kẻ ngổ ngáo giống như là ngựa trứng, và một người có một cái temperamental character, tức là một cái cá tính, nghĩa là xúc nổi, không bao giờ chịu nghe những cái lời cố vấn của bất cứ một người nào, không có nghĩa là thần phục nghe theo cái kiểu vòng. Thành ra chúng ta thấy tất cả những người xung quanh của Donald Trump, không phải những người ngoài, tất cả những người từ cái ông bộ, tổng trưởng tư pháp Bill Barr, cô con gái rượu Ivanka, đến cả cái bình luận gia Fox News Sean Hannity, kể cả cái cô phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, đều nghĩa là nói ông ta là cuộc bầu cử không hề có gian lận, ông thua rồi. Tuy nhiên họ Donald Trump vẫn bất chấp cái điều đó. Và cái điều quan trọng nữa đó là Donald Trump không hề tìm cách nào mà ngăn cản cái cuộc mà riot, cái cuộc nổi loạn xảy ra. Trong lúc đó ông đang coi như vậy đó, mà những người nào phụ tá tới khuyên can ông hãy nên làm cái gì đó để ngăn cản, kêu cái bọn nó về nhà đi, thì ông Trump nghĩa là la mắng, bực tức với những cái người như vậy. Và ông biết rõ là trong cái đám mà biểu tình đó, nó đi hô hào với câu là hãy treo cổ Mike Pence. Chúng ta thấy cái dây thòng lọng treo cổ bên ngoài. Và có lúc người ta báo cáo với ông Trump biết là, ê, có một số những cái nhóm này nè, nó cứ la hát, nó đòi treo cổ Mike Pence. Thì quý vị biết là Donald Trump trả lời như thế nào không? Ừ, mấy cái tay đó coi như vậy, chứ là cái ý, nó có cái ý định cũng hay đó. Bởi vì Mike Pence xứng đáng như vậy, xứng đáng bị treo cổ. Đó là những cái hình ảnh mà người ta không thể nào mà có thể nghĩa là quên được một lần nữa khi những hình ảnh được chiếu ra. Nghe đến đây thì có lẽ anh Xuân Nam và đa số quý khán thính giả sẽ đặt cái câu hỏi rằng là một trong những cái vấn đề lớn thắc mắc nhiều người muốn biết đó là liệu người dân đó có tiếp tục theo dõi những sự kiện này hay không, hay là có một số thành phần người dân cử tri, nhất là những cử tri theo phe Cộng hòa cuồng Trump đó, họ vẫn tiếp tục nghĩa là chối bỏ sự thật, họ tiếp tục nghĩa là chúi đầu xuống cát để không nhìn sự thật, như là trường hợp các ông bà dân biểu của phe Cộng hòa, như là trường hợp của anh chàng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng tôi không có thì giờ đâu để mà xem như vậy, như là trường hợp của cái anh chàng con của ông Trump nói, ông Donald Trump Jr. nói rằng tôi đâu có biết là có cái phiên điều trần như vậy, nhưng mà rồi sau đó nói những người mà theo mình là đừng có nên coi như vậy. Tất cả các đài truyền hình lớn trên nước Mỹ, ABC, CBS, NBC, PBS, kể cả các đài di cáp như là CNN, như là MSNBC đều chiếu trực tiếp, chưa kể những cái phần livestream trên những cái phương tiện internet. Chỉ riêng có một đài thôi không có trình chiếu, đó là đài Fox News. Họ đưa ra một cái đài Fox News Business, Fox Business thì đúng hơn. Fox Business mỗi đêm có khoảng 100.000 người xem, còn Fox News mỗi đêm nó khoảng 3 triệu người xem. Rồi trên đài Fox News vào cái giờ đó thì họ để cái người nào là cái người điều khiển chương trình là cái anh chàng Tucker Carlson cùng với lại Sean Hannity cùng với lại Laura Ingraham lên. Quý vị biết rồi, Tucker Carlson là một người chuyên đưa ra những cái thông tin xạo láo, đã bị rất nhiều cái thân chủ quảng cáo trên đài Fox News đó là ngừng quảng cáo, đã bị truy tố ra tòa về cái tội mạ lị vu khống. Nhưng mà ban giám đốc của đài Fox News đó trong lúc ra tòa biện hộ thì nói rằng là Tucker Carlson không phải là một cái tay nhà báo chuyên nghiệp, hắn nói tào lao vẫn, cho nên đừng có coi những cái lời Tucker Carlson là những cái lời mạ lị vu khống vân vân. Ấy vậy mà đài Fox News lại để Tucker Carlson là cái khuôn mặt chính của mình trên cái chương hình, trên cái chương trình vào cái giờ cao điểm như vậy, thì điều này nó nói lên là thật sự đài Fox News có phải là một đài truyền thông với cái chủ trương gọi là chúng tôi tường thuật, còn quý vị quyết định hay không, hay là một cái đài cũng, một cái cơ quan truyền thông cũng góp tay cùng với lại những cái thế lực ma mãnh, những cái đầu óc bệnh hoạn như là Donald Trump đó, bóp méo sự thật, tìm cách hủy hoại vào cái thể chế dân chủ của nước Mỹ. Cho nên đó là những cái gì mà người ta có thể rút được
Một cách tóm lược sau 2 giờ đồng hồ theo dõi cái phiên điều trần vào ngày tối thứ năm vừa qua. Xin trở lại với anh Nguyễn Xuân Nam ạ. Quý vị vừa nghe cái người Mỹ A Taste of My Long của anh Tuấn. Chúng ta thường thường nhắm ly cà phê hớp cái đó. Chúng ta có thể nói ly cà phê gì đó ta. Quý vị, hồi nãy giờ Nguyễn Xuân Nam im lặng ngồi yên để chúng ta cùng lắng nghe Nguyễn Tuấn nói. Quý vị đã là phẩm chất của một ký giả thâm niên và có tiếng tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng ta hân hạnh được giới thiệu quý vị một lần nữa nhà báo Mai Loan Nguyễn Anh Tuấn trong chương trình của chúng ta. Cái thứ hai đó, chúng tôi có một điều hơi buồn khi nghe cái tin không vui về anh bị COVID-19. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng nhiều bạn bè tôi tại California cũng bị, nhưng mà khác với những đợt trước, họ bị sốt một vài ba ngày, nhà nghỉ dưỡng một vài ba ngày, trở lại làm việc. Sau anh, tôi nói chuyện với Brian Công Độ. Brian Công Độ cũng nghỉ làm khoảng 7 ngày, 10 ngày ở nhà nghỉ ngơi, bị cả nhà cũng bị. Nhưng bây giờ đi qua khỏi rồi, không có gì cả. Tôi hy vọng anh sẽ bình phục lại một cách thoải mái trong một tuần cỡ đó. Vì cái đợt cuối COVID-19 nó cũng còn phổ biến rất mạnh, lan tràn rất mạnh. Nhưng mà sức tác hại đó không kinh hoàng như những cái ngày tháng đầu tiên. Cho nhiều người bạn chúng tôi cũng bị, cũng không vui, cũng bận, cũng không đi làm, ngại tiếp xúc. Nhưng mà rồi không có ảnh hưởng đến tính mạng và vẫn quay lại bình thường. Tôi hy vọng rằng anh không phải là gặp khó khăn. Cái thứ ba nữa, khi chúng ta thấy rằng này, khi mình nghe anh đó, thì chúng ta sẽ có vấn đề như này. Câu hỏi đặt ra, khi giới Cộng Hòa qua một vài trường hợp như là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, đứa con trai của ông Trump, tìm cách chối bỏ sự thật và nói dùng những con lạc đà hút đầu xuống cát, chối bỏ sự thật, họ không nghe, không biết, không nói. Tuy nhiên cái công luận của người Hoa Kỳ đó, đặc biệt là những anh em bên Đảng Cộng Hòa đó, sau khi nghe xem phiên đại trần điều trần này, cái phản ứng chung họ như thế nào thưa anh? Khi họ biết được sự thật, nhiều cái cuộc nghiên cứu sau cái đêm đó thì nó cho thấy là ít nhất là có khoảng 20 triệu người đã xem cái cuộc điều trần như vậy. Nếu mà chúng ta so sánh cái phiên điều trần trước công luận của bà Hillary Clinton, khi mà các dân biểu phe Cộng Hòa muốn tấn công bà nhân cái dịp mà cái biến cố tòa đại sứ Benghazi bên Libya bị tấn công đó, lúc đó họ quậy lên cái chuyện đó, họ kéo dài cuộc điều trần đó trong vòng 3 năm để mà mong triệt hạ uy tín của bà trước khi mà bà ra tranh cử năm 2016. Thì cái cuộc tranh cử, cái cuộc điều trần đó họ cũng quậy lên rất to lớn lắm, nhưng mà nó có khoảng 4 triệu người xem thôi. Thì rõ ràng là cái cuộc điều trần ngày hôm qua đó nó đi đến một cái kết quả rất là tốt đẹp, là có đông người theo dõi, chưa kể những người theo dõi trên những cái mạng livestream khác nhau. Nó hoàn toàn đi ngược lại với những cái phần mà những người mà chối bỏ của phe Cộng Hòa đó muốn đưa ra những cái hình ảnh ngược lại. Và những cái dân biểu của phe Cộng Hòa như ông Kevin McCarthy, như là anh chàng Jim Jordan, Jim Banks, những cái người mà luôn luôn chối bỏ bằng cách là họ nói rằng là cái ủy ban này là nó bất hợp lệ, nó bất hợp pháp. Mặc dù chúng ta biết rằng là những cái lời cáo buộc của họ là hoàn toàn là vô lý rồi. Họ là dân biểu ở trong một cái quốc hội, và cái ủy ban đặc biệt của quốc hội đó đã được bầu với cái quyết định đa số rồi. Cho nên tự mình chối bỏ nó là cái điều hết sức là phi lý. Rồi họ nói rằng là họ đưa ra những cái gọi là counter programming, tức là họ đưa ra những cái chương trình của họ đi ngược lại với những cái mà thông tin của ủy ban này đưa ra. Thì một nhà báo bình luận báo thủ, tự nhiên tôi lại quên tên, ông đưa ra, ông nói như thế này nè, là cái chương trình mà counter programming của phe Cộng Hòa nó có, nhưng mà nó không hề có cái gọi là counter evidence, tức là quý vị không đưa ra được một cái bằng chứng nào ngược lại hết.
quý vị không đưa ra một cái bằng chứng nào ngược lại để nói rằng là không hề có cái bạo loạn tại Quốc hội. Quý vị không đưa ra một cái bằng chứng nào nói ngược lại rằng là các phụ tá của ông Trump, từ ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho đến những người mà được ông thay thế, rồi đến cái cô Ivanka, đến cái anh chàng rể Jared Kushner, đến cái ông đại tướng Mark Milley, quý vị không đưa ra cái bằng chứng nào để cho thấy là ông Trump đã không có dính sâu vào những cái mục đích mà gọi là nhằm muốn lật ngược cái thế cờ, cái kết quả bầu cử. Quý vị không đưa ra một cái bằng chứng nào để mà phủ nhận cái việc ông Trump đã liên lạc với các chính quyền tiểu bang, chẳng hạn như là chính quyền tại tiểu bang Georgia, để nói với cái ông Bộ trưởng Bộ Hành chính Brad Raffensperger của Georgia, hãy tìm cho tôi được 11.780 lá phiếu để cộng vào cái số phiếu của tôi đi. Bởi vì làm sao có được cái số phiếu đó? Người dân người ta đã đi bầu hết rồi, số phiếu đã được kiểm nhận đến 3 lần rồi. 2 lần bằng tay và 1 lần bằng máy computer, không hề có cái gian dối. Và tất cả cái viên chức cao cấp của Georgia đều là của tiểu bang, đều là người của đảng Cộng hòa hết. Cho nên quý vị không đưa ra một cái bằng chứng nào gọi là phủ nhận lại những cái bằng chứng mà của cái ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng đưa ra. Cho nên cái câu hỏi đặt ra đó là từ đây cho đến cái ngày bầu cử cuối năm nay tháng 11 và đến cái cuộc bầu cử năm 2024, tất cả các chính khách của đảng Cộng hòa hiện nay đó, trừ một thiểu số rất nhỏ can đảm đứng lên nói tiếng nói của công lý, của sự thật, còn đa số họ vẫn còn sợ cái ảnh hưởng của Donald Trump, dù rằng là ông ta không còn là tổng thống nữa. Lý do là vì vẫn còn có một cái số cử tri trung thành với Donald Trump, họ sẽ ảnh hưởng đến cái vòng bầu cử sơ bộ, cho nên họ có thể không giúp cho các ứng cử viên Cộng hòa đắc cử, nhưng mà họ có khả năng làm cho các vị này sẽ bị thất cử ở vòng sơ bộ hoặc là thất cử ở cái vòng bầu cử tháng 11. Cho nên đó là lý do mà những ông bà dân biểu từ Ted Cruz là nghị sĩ liên bang, cho đến Lindsey Graham ở South Carolina, cho đến các ông dân biểu như là Kevin McCarthy ở California, như là Jim Jordan ở Ohio, họ vẫn còn bám víu vào những cái hoang tưởng, tin rằng là mình ráng vượt qua cái cơn này để mình mong được tái đắc cử, rồi sau đó đến đâu thì hay. Chúng ta thấy những cái dân biểu này họ đang ở trên một cái thế, nghĩa là nửa đi nửa ở. Chúng ta lấy cái thí dụ của cái anh chàng Mo Brooks, dân biểu liên bang tại tiểu bang chúng tôi không nhớ rõ là Alabama hay là Mississippi đó, một cái tay bảo thủ cực đoan, cũng là góp phần trong cái cuộc mà bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Thì ông này trong lúc mà vận động đó thì ông nói rằng là chúng ta hãy đừng có quay lại cái cuộc bầu cử năm 2020, hãy đi tới đi. Cho nên cái điều này nó làm cho Donald Trump giận dữ, Donald Trump rút lại cái lời ủng hộ. Nhưng mà không ngờ là ông Mo Brooks này vẫn tiếp tục gia tăng cái sự tỷ lệ ủng hộ, và ông sẽ tiến vào cái vòng playoff sắp tới ở cái tiểu bang này. Và mới đây ông cũng đã lên tiếng cáo buộc Donald Trump. Thành ra trong những ngày tháng tới đó, chúng ta sẽ thấy rằng đồng ý là hiện nay đa số các vị dân cử phe Cộng hòa họ vẫn chưa có ai dám chính thức lên tiếng chê bai Donald Trump, trừ một thiểu số như là trường hợp của bà Lee Cheney, trừ trường hợp của ông Adam Kinzinger, và khoảng độ chừng 10 dân biểu đã bỏ phiếu ủng hộ cho cái việc mà luận tội mà bãi nhiệm Donald Trump kỳ thứ nhì đó. Đa số còn lại đó họ vẫn giữ cái thái độ hèn nhát, bảo vệ cái nồi cơm của họ hơn là bảo vệ cho cái công lý, bảo vệ cho sự thật, bảo vệ cho danh dự. Xin trở lại với anh Nguyễn Xuân Nam ạ. Nhưng mà anh nghĩ cái số mà người Cộng hòa trong Hạ viện, trong Thượng viện đó, sẽ bị dao động như thế nào sau cuộc điều trần này ạ? Vấn đề đó là nó diễn ra tùy theo cái kết quả bầu cử. Chẳng hạn như trường hợp của ông Kevin McCarthy ở bên tiểu bang California, ông vẫn được tái đắc cử coi như là trong cái vòng bầu cử sơ bộ vừa qua. Lý do là vì những cái đơn vị tại nước Mỹ đó họ chia ra
qua cái hình thức cứ mỗi 10 năm một lần sau cuộc kiểm kê dân số đó. Nhưng mà những người mà nắm quyền họ vẫn chia làm sao cho nó bảo vệ cho những cái người gọi là incumbent, tức là người đương nhiệm. Tức là nếu như cái đơn vị đó nó có đa số cử tri theo phe dân chủ thì chắc chắn là sẽ có một vị dân biểu theo phe dân chủ, và ngược lại đa số bên Cộng Hòa sẽ có một người theo đảng Cộng Hòa. Thành ra trong nhiều trường hợp cho dù người dân có bực tức thế nào đi nữa thì đa số họ vẫn theo bỏ phiếu theo đảng của mình. Trong số 435 cái đơn vị tại nước Mỹ đó, có khoảng độ chừng là 35 cho tới 50 đơn vị đó là tương đối, nghĩa là ngang ngửa, tức là cái số phiếu, cái số cử tri theo bên đảng này với đảng kia nó tương đối, nó ngang ngửa, hoặc là nó có thêm một cái thành phần cử tri độc lập nó khá lớn, để mà cứ mỗi 2 năm bầu cử như vậy, cái lá phiếu nó có thể thay đổi tùy theo cái nhận định của cử tri trước những cái đề tài như vậy, chẳng hạn như cái đề tài mà cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Còn đại đa số những cái tiểu bang khác đó gần như là không hề thay đổi, tức là coi dù có xảy ra như thế nào đó. Bởi vì ở cái tiểu bang đó mà quý vị có 60% hay là 70% cử tri theo đảng Cộng Hòa thì quý vị có nói xấu Donald Trump cách mấy đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ bỏ phiếu cho cái vị dân biểu của phe Cộng Hòa, và ngược lại như vậy. Cho nên đó là một cái thực trạng của cái chính trường nước Mỹ, của xã hội nước Mỹ, mà những ai không sống ở bên Mỹ lâu năm họ không có hiểu được vấn đề như vậy. Xin trở lại với anh Nam. Anh cứ nghĩ rằng Donald Trump sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhất là sau cuộc điều trần này. Trước hết á, trước khi có việc điều trần này, tôi vẫn nghĩ rằng là Donald Trump sẽ không ra tranh cử. Nó có nhiều cái biến tượng lắm. Từ đây đến năm 2024, chưa chắc là Donald Trump còn có thể ngồi yên nữa. Tại vì tất cả những cái cáo giác này, sau khi nó kết thúc ở cái bản đúc kết vào cái tháng 9 năm nay đó, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó bắt buộc phải nhập cuộc để mà truy tố ra tòa. Nếu như những cái ủy ban này đi đến kết luận là Donald Trump đã vi phạm về hình sự nha, chứ không phải là vi phạm về hình sự, là tức là ngăn cản một cái tiến trình làm việc của chính phủ liên bang để mà chuyển quyền. Chưa kể là tại tiểu bang Georgia, ở cái county gọi là Fulton County, bà biện lý Fani Willis, bà đã tiến hành một cái thủ tục của đại bồi thẩm đoàn để xem xét rằng là trong cái việc mà ông Trump gọi điện thoại cho ông Bộ trưởng Bộ Hành chính tại đây để đòi mình là đòi ông tìm đâu ra được 11.780 phiếu đó, cuộc điện thoại có thu băng kéo dài một tiếng đồng hồ như vậy đó, họ xem rằng là nếu cái hành động đó nó vi phạm vào luật hình sự của tiểu bang Georgia thì cái đại bồi thẩm đoàn đó họ sẽ tiến hành cái gọi là indictment, tức là một cái cáo trạng chính thức. Thì trong trường hợp đó Donald Trump sẽ bị coi là một nghi phạm, một cái nghi can, là sẽ phải ra hầu tòa, sẽ phải nói cái lời là hoặc là nhận tội hoặc là từ chối tội, rồi sau đó sẽ tiến hành đến một cái phiên tòa xét xử. Tất cả những cái sự kiện đó nó sẽ chi phối cái đời sống của Donald Trump từ đây đến đó, chưa kể nghĩa là hàng trăm cái vụ kiện dân sự khác mà nội trong năm nay thôi Donald Trump sẽ phải ra hầu tòa, không thể tránh khỏi được. Thành ra Donald Trump sẽ tốn rất rất nhiều tiền, rất rất nhiều công sức và lao tâm khổ trí từ đây đến đó. Và cái điều chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái hầu bao của Donald Trump. Cho dù là ông Donald Trump rất là ma mảnh trong cái quỹ vận động kêu gọi người dân Mỹ góp đóng góp cho ông ta sau cái kết quả bầu cử thất cử đó, ông kêu gọi cùng với phe Cộng Hòa, nhưng mà phần lớn cái số tiền gửi được đó ông bỏ vào cái PAC của ông mang tên là Save America, chứ ông không có đưa toàn bộ cái đó cho cái trung ương đảng Cộng Hòa để mà giải quyết những vấn đề. Ông muốn dành cái số tiền riêng, và chúng ta biết con người của Donald Trump bao giờ cũng chỉ nghĩ đến Trump first, Trump first, Trump first, chứ không hề có cái gọi là America first. Ông ta chỉ quan tâm đến cá nhân của ông thôi. Và người ta tin rằng là chém chết gì là Donald Trump cũng sẽ bị, nghĩa là sức bức sang bang với vấn đề tòa án, như chúng ta thường nghe cái câu đó, tức là vô phúc đáo tụng đình,
tức là tốn rất rất nhiều thời gian, tiền bạc với cái tiền luật sư, bao nhiêu cái đơn kiện đó nó đã bị đình hoãn trong 4 năm qua, do bởi cái nguyên tắc là người ta không thể kiện một vị đương kim tổng thống. Nhưng mà giờ đây thì Donald Trump không còn cái đặc quyền đó, nên là tất cả những cái điều đó nó sẽ tác động, và chúng tôi tin chắc là Donald Trump không thể nào trở thành tổng thống. Và ngày hôm qua chúng tôi tình cờ coi được một cái chương trình với cái lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Văn Khanh, một nhà báo lão làng, từng là trưởng ban Việt ngữ của đài Á Châu Tự Do, trước đây bị nhiều người chỉ trích rằng là for Trump. Nhưng mà giờ đây thì ông bảo rằng là sau cái phiên điều trần này đó thì ông mới nói rằng là tôi rất là hối hận đã bầu cho ông Trump trong 2 cuộc bầu cử, và rõ ràng bây giờ tôi biết ông Donald Trump là một cái kẻ chà đạp hiến pháp, là không thể nào tha thứ được. Tôi rất là lên tôi sẵn sàng lên án Donald Trump và những người mà theo ông ta, cái phe gọi là MAGA đó. Và ông Nguyễn Văn Khanh cũng xác nhận là tôi tin chắc là chỉ có trời sập thôi Donald Trump mới đắc cử được. Tôi không nói như vậy, nhưng mà tôi định là đưa ra một cái lời thách thức này nó vui hơn. Nếu ai mà cá Donald Trump trở thành tổng thống đó, thì tôi sẽ cá với họ không phải là một một mà một ăn 10. Tức là nếu như người ta không cho tiền, luật pháp Hoa Kỳ không có cho tiền, mình cá vui chơi thôi. Tôi cả nếu mà Donald Trump mà đắc cử tổng thống năm 2024, tôi sẽ trả quý vị một cái chai rượu đắt tiền, chai rượu XO hay là Napoleon gì đó, khoảng độ chừng 200 đồng. Ngược lại, nếu mà quý vị nếu mà tôi thắng, quý vị chỉ đền tôi một cái chai rượu vang 1/10 tới 20 đồng. Lời hứa này được đưa lên trên đài truyền hình của anh Nguyễn Xuân Nam đây. Quý vị ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, chúng tôi sẽ đến nó để đền bù nếu chúng tôi thua, chỉ có mình thích ra thôi. Cảm ơn anh Nam. Tôi trước đây khoảng một vài tháng cũng có người hỏi tôi như vậy, câu hỏi tương tự như vậy: anh nghĩ Donald Trump sẽ ứng cử 2024 không? Tôi trả lời no, một cách công khai trên đài, tuy chưa cá độ. Nhưng mà người ta hỏi tôi thêm giải thích tại sao anh nói no một cách khẳng quyết như vậy. Tôi nói liệu ông ta còn đủ cái qualification, eligibility, là mình có thể nói đủ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã đủ tiêu chuẩn. Chuẩn những điều kiện đòi hỏi để làm ứng viên tổng thống hay không, có được Đảng Cộng Hòa tiếp tục để mà nominate chúng ta ra không, rồi nếu có ra nữa thì dân chúng còn đủ khả năng tin tưởng ông ta để ra nữa hay không. Cho nên cái việc mà ông ta bị thua cử trước Joe Biden, không phải ông Joe Biden giỏi, tôi không tin như vậy. Tôi không tin rằng người ta chọn ông Joe Biden vì ông Joe Biden quá giỏi. Mà tôi nghĩ người Mỹ có cái self-correction, họ sửa cái sai lại sau khi họ đã có cái sai để bầu cho ông Donald Trump trong 4 năm đầu. Thì vì lý do đó, tôi không tin ông Trump đủ can đảm ra và có khả năng ra. Và cái điều nữa là gì đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông có nói một câu như thế này, câu đó tôi highlight liền: nếu tôi không có vấn đề sức khỏe, nếu bác sĩ không gọi tôi thì tôi sẽ ra. Câu nói đó nhằm mục đích quyên tiền nhiều hơn là mục đích để đi ra. Và bất cứ lúc nào bác sĩ cũng sẽ nói rằng ông không đủ sức khỏe, ông bị bệnh này nọ kia, thì ông sẽ ra. Thì bất cứ lúc nào ông cũng lấy cái lý do là lý do sức khỏe, ông sẽ không ra. Đó là một cái con đường, một cái exit rất là lớn, một cửa hậu rất là lớn để thoát thân khi mà trong tình trạng không cho phép. Từ những tín hiệu như vậy, tôi đi đến kết luận cái đây mấy tháng trời, tôi nói không bao giờ có một hiện tượng, đừng nói là tổng thống nữa, tôi không tin là ông Trump có khả năng hay có thể ra tranh cử chức tổng thống, đừng nói là được đắc cử nữa, được đắc cử là chuyện quá lớn, không, sẽ không ra. Tôi tin như vậy. Và hôm nay tôi có một đồng minh là anh. Cho vậy trong cái phe mà cá cược á, anh cho nó đứng ở phía anh thêm. Thì thôi, chuyện ông Trump còn gì nữa, chuyện của Ủy ban xấu nhiên còn gì nữa không, trước khi chúng ta sang đề tài, một số đề tài khác mà nãy trong cái chương trình mà anh đưa ra có một vài đề tài khác nữa thôi anh.
Dạ vâng, một cái điều đáng chú ý đó là bà Lee Cheney họ đã nói, bà đã nói trong cái phiên điều trần đầu tiên vào tối thứ năm vừa qua là cái công việc của chúng tôi đó nó chưa có kết thúc đâu, chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra, chúng tôi vẫn tiếp tục thu nhận những cái dữ kiện, những cái lời khai, những cái bằng chứng, và các điều tra viên của Bộ Tư pháp vẫn đang điều tra tất cả những cái thông tin mà họ có được. Và dĩ nhiên cơ quan FBI đó họ sẽ còn coi duyệt trong số cả triệu những cái hình ảnh được gửi đến, để họ coi cái tất cả những người nào tham dự vào cái cuộc biến loạn đó họ sẽ truy tố ra tòa. Chúng ta sẽ nghe 5-6 cái phiên điều trần kế tiếp đấy, với những cái bằng chứng, những cái lời khai của từng nhân chứng một đưa ra, và người ta chưa biết là nó còn có thêm những cái bằng chứng nào khác hay không. Cho đến khi cái phiên kết thúc, cho nên từ đây cho đến ngày đó người dân sẽ tiếp tục được coi như là ủy ban điều tra này cho chúng ta biết những cái thông tin, và càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn một lần nữa những cái sự kiện liên quan đến cái cuộc bầu cử, đến những cái thành phần tham dự vào cái ngày gọi là biến loạn 6 tháng Giêng vừa qua, và đến cả trong cái cộng đồng người Việt Nam mình rất rất nhiều những người Việt thuộc cái thành phần cuồng Trump bỏ đường đi từ Cali, từ Texas, từ Georgia về thủ đô DC giữa lúc mà cái cơn đại dịch nó đang tăng cao như vậy, đi với những cái khẩu hiệu gọi là Stop the Steal, đi với những cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đi tiến vào quốc hội, nó làm ô uế cho cái hình ảnh biểu tượng của cái cộng đồng người Việt Nam. Và giờ đây người ta thấy tất cả những cái bộ mặt, những cái hành động, những cái dã tâm mà gọi là xấu xa như vậy, thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sớm tỉnh ngộ, như là trường hợp của nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Quý vị đừng có mù quáng đi theo những cái luận điệu, theo cái tinh thần mà gọi là thuyết âm mưu QAnon vân vân, rồi tiếp tục đưa ra những cái luận điệu đề cao ông Trump như là thánh sống, cầu nguyện Chúa bảo vệ cho ông ta, rồi lên tiếng chê bai chỉ trích cái chính quyền đương thời với những cái luận điệu rằng là chính quyền ông Joe Biden trong hơn một năm cầm quyền đã phá tan nước Mỹ. Quý vị thấy cái hình ảnh như chúng tôi nói đó, là mặc dù là giá vé máy bay hiện nay nó tăng trong nước Mỹ, là giá nó tăng cao 45% so với năm 2021, nhưng mà cái số người bỏ tiền đi mua vé máy bay nó tăng cao gần như là kỷ lục, nó gần như đạt được cái thời kỳ trước năm trước khi có xảy ra đại dịch. Nó cho thấy là đa số người dân vẫn có tiền xài, vẫn tiêu xài một cách rộng rãi. Một cái thí dụ điển hình nữa, không biết tình trạng anh Nam có thể kiểm tra ở San Jose với cái trong sinh hoạt cộng đồng Việt Nam như thế nào. Nhưng mà tại Houston á, chúng ta biết có hai cái nhà hàng rất nổi tiếng, rất là đông người, là nhà hàng Kim Sơn và nhà hàng Ocean Palace tại đường Bel-Air, cái con đường lớn chính của cái cộng đồng Việt Nam đó. Thì vào mỗi cuối tuần, cái số người đứng xếp hàng chờ ở bên ngoài nhà hàng này nó dài, và nó từ ở trên lầu đi xuống ra ngoài nó kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, mà người ta vẫn đứng xếp hàng, vẫn hoan hỉ như vậy chứ không có hề nhăn nhó, tại vì người ta biết rằng người ta thích đi, người ta thích ăn uống, và những cái chỗ này là những chỗ đông người đến. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế nó phồn thịnh, nó rất là tốt đẹp hiện nay, giữa lúc mà có những cái chi tiết không có mấy tốt đẹp về cái vấn đề mà lạm phát, về vấn đề tăng giá xăng dầu vân vân. Cho nên chúng tôi tin rằng, và chúng tôi cũng mong rằng là trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta chịu khó bình tâm thức tỉnh, theo dõi những cái thời sự, chúng ta lựa chọn cái thái độ theo bảo thủ, theo cấp tiến, theo đảng Cộng Hòa, theo đảng Dân Chủ, tùy theo cái lý tưởng của mỗi người. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết, chúng ta phải theo dõi sự thật. Chúng ta đừng có tin vào những cái luận điệu hoang đường, tin vào những cái fake news, và từ đó chúng ta nghĩa là chúi đầu xuống cát, chúng ta không dám đối diện sự thật. Thì con người sinh ra hơn với nhau đó, là chỉ biết nhìn nhận sự thật và biết phán đoán. Một khi chúng ta chối bỏ sự thật thì làm sao chúng ta biết phán đoán một cách nghĩa là trung thực được. Cái đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn, bởi vì nó đem lại một cái, chúng ta phải ý thức được cái bổn phận chúng ta
phải tôn trọng sự thật, phải tôn trọng cái thể chế dân chủ để mà đừng nó đừng để cho nó bị hủy hoại bởi những người vì cái quyền lợi, cho nên đã bị mờ mắt mờ lương tri đi. Xin trở lại với anh Nam ạ. Anh nhắc đến cái ở tại Texas, tại Houston thì người ta đi sắp hàng ăn uống như vậy cả tiếng đồng hồ mới vô những nhà lớn ăn uống, người ta một kiên nhẫn chờ. Tại San Jose tình hình đó không có gì khác anh. Nhưng cái giải thích của tôi hơi khác anh một chút xíu, thêm cho quay khác. Thì anh giải thích vấn đề yếu tố kinh tế thịnh vượng, nhưng mà bên cạnh tôi giải thích vấn đề cái quan điểm sống nữa. Bây giờ chúng tôi đi ra những cái chỗ đó, chúng tôi phỏng vấn nhiều người, cái hiện tượng này những nhà hàng đóng cửa sớm hơn. Bây giờ còn 7 giờ mấy, 8 giờ là đi xong rồi tìm quán phở, nhà hàng là họ đóng cửa gần hết rồi. Họ không mở trễ như trước đây nữa. Và người ta ăn tiêu nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn để dành ít hơn, du lịch nhiều hơn, chi tiêu rộng rãi hơn. Thì chúng tôi hỏi rất là nhiều người lý do tại sao. Thì họ nói là trời ơi, ông Nam ơi, sống này chết mai mà. Họ sống hiện sinh hơn. Chúng ta thấy sau cuộc Thế chiến thứ hai 1945 kết thúc năm 1945, thì tại châu Âu và tại Hoa Kỳ một phong trào hiện sinh nổ ra. Khi mà ta đứng trước cái chết chóc nhiều đó, họ đặt vấn đề ý nghĩa cuộc sống. Bây giờ mình làm quần quật suốt ngày suốt đêm, dành dụm để dành để làm gì? Bây giờ đi du lịch, họ xài xe hơi sang, họ ăn uống sang, ăn mặc đẹp, họ tu bổ nhà cửa, ăn ở trong ngôi nhà tiện nghi hơn. Bây giờ họ xài nhiều hơn mà làm ít hơn, ý thức là dành ít hơn. Cái đó sau một cái trận biến động như đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, bệnh tật, chết chóc tùm lum, thì cái tình trạng hiện sinh nó bùng nổ. Thì tôi nghĩ ở thành phố chúng tôi cái hiện tượng đó đang phát triển, không phải chỉ thành phố chúng tôi mà tôi nghĩ tại Hoa Kỳ cũng vậy. Những cái làm nhưng mà 2K, 3K ngoài giờ, trong giờ, thứ bảy chủ nhật, người ta bắt đầu tạm dừng lại, gác sang bên, coi trong cái hầu bao của mình còn là bao nhiêu tiền tiết kiệm. Thôi, lâu nay mình chưa đi Brazil, chưa đi Argentina, chưa đi Nhật Bản, chưa đi Châu Phi, v.v. Thôi đi chơi chuyến cho biết. Rồi hãy đến, lâu nay mình chưa lên cái nhà hàng mà tuốt lên trời cao, mà xoay tròn để ngắm thành phố San Francisco nửa đêm, không nhìn biển, nhìn mây, nhìn trời, nhìn nước. Chúng ta đến nhà hàng xoay tròn đó để ăn uống một bữa, ngồi đến trời ăn uống, nhìn thành phố ra sao. Chúng ta đi trượt tuyết ở những cái bãi trượt tuyết, lên đến đỉnh núi, nhìn biển vùng kính rồi coi vì sao lên trời như thế nào. Cái không khí đó được thay vào những giờ lao động, thay vào cho những, bởi vì sao, cái mentality của người, cái suy nghĩ của chúng ta đã khác nhiều rồi. Làm ví dụ như tôi có người bạn trước đây họ lên Houston là đầu tư mấy chục căn nhà đó, bây giờ anh ta cuốn gói anh ta bán hết, nói thôi bây giờ bán hết rồi lấy tiền đi chơi, anh ta không muốn giữ tài sản nữa mà muốn làm và muốn tiêu tiền đồng tiền của mình, không có ý thức để dành như trước đây nữa. Thì cái tâm lý đó là yếu tố thứ hai bên cạnh điều anh nói mà tôi ghi nhận khá rõ tại thành phố công nghiệp Silicon Valley này. Quý vị có thể tưởng tượng một người bạn tới tôi chơi, anh nói Nam ơi, đi ăn tối với mình. Lúc đó anh em bước ra khỏi nhà là khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ, lái xe một vòng rồi đi về thôi, lục con mũi hai thằng chiên cái quả trứng lên ăn, có tiệm đâu mà mở cửa. Trước đó là 10 giờ 11 giờ vẫn anh tới thấy rồi, 10 giờ 11 giờ mình vẫn lái nhau đèo nhau đi ăn tối mà, phải không? Nhưng bây giờ 8 giờ mấy, 9 giờ vắng tên, đường phố vắng, đường xá vắng, người ta ở trong nhà enjoy nghỉ ngơi, đời sống rất cực kỳ thay đổi anh. Nó thay đổi nhiều lắm. Mình ở đây gần 40 năm, mình nhìn thấy cái mỗi trận lớn đó, là có chuyện đời sống thay đổi. Trở lại Mai Loan thưa anh. Bây giờ chúng ta anh muốn qua chút xíu chuyện
địa phương được chưa? Dạ vâng, đúng như anh Nam nói đó, người Mỹ họ có cái câu phổ thông đó là all politics local, tức là mọi cái chuyện thời sự chính trị đó nó cũng đều quy về cái địa phương hết, tức là chỗ chúng ta sống nó có cái chuyện gì xảy ra là chúng ta thích bàn luận về nó. Tại California, tất cả những gì mà liên quan đến chuyện diễn biến tại California đều được ra chú ý. Thì trong cái ngày thứ ba vừa qua, California trải qua một cái cuộc bầu cử sơ bộ. Dĩ nhiên không phải chỉ có California không, nó có tổng cộng là 7 tiểu bang, nó có Iowa, Mississippi, New Mexico, New Jersey, Montana, South Dakota vân vân. Nhưng mà California là cái tiểu bang đông dân nhất, cho nên những cái kết quả tại đây đó nó được người ta chú ý nhất. Bây giờ chúng ta đi vào từng phần một để mà chúng ta cùng bàn luận với nhau. Thứ nhất là ở những cái chức vụ mà toàn tiểu bang như là thống đốc, phó thống đốc, bộ trưởng tư pháp vân vân và nghị sĩ liên bang thì có thể nói rằng là tất cả các viên chức của đảng Dân Chủ đều thắng lớn, tại vì California là một cái tiểu bang màu xanh theo phe Dân Chủ ít nhất là cũng hơn một thập niên rồi. Đứng đầu là ông thống đốc Gavin Newsom. Chúng ta thấy là cách đây 8-9 tháng đó là có một cái phong trào đòi, nghĩa là chốt phế ông, recall ông. Có lúc người ta tưởng là bầu cử ngang ngửa, nhưng mà vào giờ chót thì ông đã thắng lớn. Chứ cái đối thủ của ông là một cái tay da đen cực kỳ bảo thủ và đưa ra những cái luận điệu cũng mang tính chất mà gọi là kỳ thị sắc tộc. Thì lần này ông Gavin Newsom ông được 57%, đối thủ của ông là ông Brian Daly của đảng Cộng Hòa đó chỉ được có 17% thôi. Ở chức vụ phó thống đốc, bà Eleni Kunalakis cũng được 52% của phe Dân Chủ, phe bên Cộng Hòa Angela Jacobs được 20%, cũng là một cái tỷ lệ sai biệt rất, rất lớn. Về chức vụ Attorney General, tức là Bộ trưởng Tư pháp, ông Rob Bonta của đảng Dân Chủ được 55%, Nathan Hochman của đảng Cộng Hòa được 18%. Về chức vụ Secretary of State, tức là Bộ trưởng Hành chính, ứng cử viên Dân Chủ được 50%, đảng Cộng Hòa chỉ được có 19%. Chức vụ Treasurer, một người coi như là nhân viên bộ trưởng ngân khố, bà Fiona Ma của đảng Dân Chủ được 58%. Cái người về nhì đó là Jack Guerrero của đảng Cộng Hòa được 21%, tức là cái tỷ lệ thua xa rất nhiều. Ở đây có thêm một cái chi tiết nữa là cái người thứ ba là một người Việt Nam, Andrew Đỗ, 18%. Mọi người nhìn ra đấy, lần đầu tiên có một người gốc Việt ra tranh cử chức vụ gọi là toàn tiểu bang là lớn, nhưng mà thật sự ra bên trong nó có nhiều vấn đề chúng ta cần hiểu. Ông Andrew Đỗ đó là đã hết cái hạn ra ứng cử vào cái chức vụ supervisor ở Orange County, cho nên ông không còn cái lựa chọn nào khác. Ông nhảy ra tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang thì nó quá đông những người phe Cộng Hòa đấu đá nhau rồi, ông không có cửa để thắng. Thành ra ông đi vô cái đường này ít ra không có mất mát gì hết, ít ra mình cũng được tiếng trên khắp toàn tiểu bang để dọn đường cho tương lai, chứ không có cái khả năng để mà thành công được. Cái chức vụ sau cùng toàn tiểu bang là controller, tức là chỉ có người duy nhất theo đảng Cộng Hòa được về đầu là Lenny Chen, là được 37%. Nhưng mà cái điều quan trọng là bốn người kế tiếp sau đó đều là người của đảng Cộng Hòa, và cái số phiếu của họ là 21%, 16%, 12% và 11%. Tức là bốn cái ứng cử viên này của phe Cộng Hòa đó, phe Dân Chủ xin lỗi, họ chiếm đến 60% rồi. Thành ra đến cái cuộc bầu cử chung cuộc vào tháng 11 đó, gần có thể nói chắc chắn là ứng viên của phe Cộng Hòa không có cửa để thắng ở cái tiểu bang California này. Ở cái vòng thứ nhì, mà về cái chức vụ mà dân biểu liên bang tại California vừa qua thì người ta chú ý nhiều nhất, gần như là không có một upset nào lớn ở trên toàn tiểu bang này, tức là có một vị dân biểu đương nhiệm bị thất cử, bị đá văng ra, và người ta chú trọng nhiều là đến những cái cuộc tranh cử tại cái vùng Orange County, là cái nơi mà có cái cộng đồng Việt Nam cao nhất. Orange County được coi như là một thành trì của phe Cộng Hòa trong suốt, nghĩa là hơn nửa thế kỷ qua.
mặc dù là tiểu bang California là theo phe dân chủ, cho nên họ rất là chú ý. Vào năm 2018, do cái làn sóng xanh của phe dân chủ tràn lên đó, hất cẳng rất nhiều 30-40 cái ghế dân biểu, đem cái thắng lợi lại cho phe dân chủ để giành được cái quyền tại Hạ viện. Thì lần đầu tiên Orange County cũng từ màu đỏ biến sang là toàn màu xanh hết, một cái hiện tượng rất là nổi bật. Đến năm 2020 thì phe Cộng hòa đó họ giành lại được hai cái ghế ở cái đơn vị này, là với hai cái người dân biểu là hai vị nữ lưu mà lại là người gốc Á, đó là bà John Kim và Michelle Steele. Lần này thì hai người này cũng coi như là về đầu để mà có thể tiến vào cái vòng tháng 11. Nhưng ở cái, đó là cái đơn vị 40, cái ông Asif Mahmood của đảng dân chủ đó là coi như là dẫn đầu bà John Kim, nhưng mà có thêm những dân biểu khác của đảng Cộng hòa nữa, cho nên cái triển vọng của bà John Kim rất là cao. Ở cái đơn vị số 45 thì ba người lần đầu tiên ở cái đơn vị này đó, các ba ứng cử viên về đầu đều là người gốc Á. Bà Michelle Steele là đương kim dân biểu được 49%, cái đối thủ là ông Jay Chan thuộc đảng dân chủ được 41%. Cái người thứ ba đó là ông Long Phạm, một cái nhân vật mà tự xưng mình là kỹ sư, là chuyên gia, là tiến sĩ, chuyên môn đi ra ứng cử nhưng mà không bao giờ được cái số phiếu cao. Và lần này ông cũng chỉ được cái 9% thôi, cho thấy là ông ra tranh cử để lấy tiếng hơn là có thực lực. Ở cái đơn vị 46 cũng có một người Việt Nam ra tranh cử, cũng được cái thành tích rất là thấp, có 13% thôi. Trong khi đó cái đương kim dân biểu là ông Lou Correa của đảng Dân Chủ được 48%. Đối thủ khác về nhì là Christopher Gonzalez là có 16%. Cái đơn vị nữa chúng tôi muốn nói là đơn vị 47 có bà Kathy Porter của đảng Dân Chủ về được 51%. Bà này là một ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ, được đắc cử từ năm 2018. Và trong cái thời gian qua, thỉnh thoảng quý vị thấy những cái cuộc điều trần tại Hạ viện khi mà bà Kathy Porter bà chất vấn mấy cái ông tổng giám đốc của mấy cái đại ngân hàng đó, và ông quay mấy người này như là dế, tại vì những người này không có soạn bài, không có trả lời đầy đủ, không có biết lũng đúng. Thì bà này là bà rất là giỏi, cho nên việc mà bà được cái số phiếu cao như vậy là không có gì ngạc nhiên. Cái người về nhì đó là ông Scott Ball, là một cái viên chức cao cấp của đảng Cộng hòa tại Orange County lâu năm, nhưng mà ông chỉ được 31%. Cái người về ba là cái cô Amy West Phan, một người Việt Nam, chỉ được có 8%. Cái cô này không có thành tích gì ghê gớm, nhưng mà lên trên những cái đài YouTube của người Việt Nam hô hào là tôi ra tôi tranh đấu để mà tôi lật đổ, tôi sửa đi cái tình trạng gọi là tham nhũng hiện nay tại chính quyền của nước Mỹ. Hô hào cái đó toàn là những lời lẽ nổ, nghĩa là nổ hơn kho đạn, nhưng mà rất là xạo láo. Thành tích mình không có gì sáng giá hết mà lại cứ hô hào như vậy. Nói chung đó thì California hiện nay vẫn tiếp tục là một cái tiểu bang màu xanh, với cái phe dân chủ nắm đa số trên tất cả cái chức vụ toàn tiểu bang, từ ông thống đốc, phó thống đốc, bộ trưởng tư pháp, bộ khác, cũng như là hai cái chức vụ nghị sĩ liên bang, và đại đa số dân biểu liên bang cũng là phe dân chủ. Còn riêng cái vùng Orange County đó thì nó gần như nó vẫn như cũ sau cái kết quả thay đổi chính độc năm 2018, với tất cả ghế dân biểu liên bang ngã sang phe dân chủ như chúng tôi nói. Đến năm 2020 thì nó có hai ghế lệch ngược trở lại. Tình hình này có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra, tuy rằng cả hai vị dân biểu phe Cộng hòa hiện nay là bà John Kim và bà Michelle Steele đó, sẽ phải trải qua một cái cuộc tranh cử vào tháng 11 này, nó cũng khá là gay cấn và khít khao. Bây giờ chúng ta đi xuống đến cái cấp tiếp theo, đó là bầu cử dân biểu tiểu bang và bầu cử tỉnh hạt là county đó. Thì trong cái hội đồng tỉnh hạt mà tiếng Mỹ ở Cali họ gọi là supervisor, cho nên nhiều người Việt mình hay quen dùng cái chữ là giám sát viên, nhưng mà tôi cho rằng cái lối dịch như vậy nó không có chính xác. Họ không có làm giám sát gì, họ điều hành. Tại vì ở những cái tiểu bang khác trên nước Mỹ đó, họ dùng cái chữ đó là commissioner,
chứ họ không có dùng chữ supervisor. Thì đây là lần đầu tiên ở Orange County phe dân chủ sẽ giành được đa số, tức là một nơi trước đây vẫn coi là thành trì kiên cố của phe Cộng Hòa sẽ không còn có một người Việt Nam nữa, khi ông Andrew đổ đó không có ra, không có được ra tranh cử nữa, và cũng không có một ứng viên Việt Nam, cũng như không có một ứng viên sáng giá của phe dân chủ nữa. Thành ra một lần nữa nó cho thấy rằng cái chiều hướng nhiều người ngã theo phe dân chủ, ngay cả ở cái thành trì Orange County đó, là nó là một cái chiều hướng thay đổi không có thể đảo ngược lại được là như vậy. Và cái sự thay đổi này đó, nó cũng được biểu hiện qua kết quả của một cái bầu cử dân biểu tiểu bang tại một cái đơn vị mà đa số cử tri là người gốc Việt. Và chúng ta thấy đó là bốn cái ứng cử viên về đầu đó đều là người Việt hết, và bốn cái ứng cử viên này chiếm số phiếu tổng cộng lại đó là đến gần 90% số phiếu. Đó là cái đơn vị 70. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái cuộc bầu cử này, nó có nhiều cái điều là khá lý thú. Chúng tôi trong cái cuộc bầu cử lần này đó, nó có nhiều cái ngạc nhiên lắm, mà lần đầu tiên chúng tôi cũng biết được chuyện đó. Chúng tôi sẽ hỏi anh Nam có thêm những cái bình luận nào như thế nào. Thứ nhất là cuộc bầu cử dân biểu tại một cái đơn vị số 10 ở Sacramento County có một người Việt Nam là cái người về đầu, cô Stephanie Nguyễn của đảng Dân Chủ được 33%, cái người về nhì là ông Guerra 27%, cái người thứ ba cũng là người Dân Chủ là 27%. Thì ra hai cái người về đầu sẽ vào cái vòng chung kết. Và không biết là Stephanie Nguyễn có thắng cử hay không. Nếu điều này xảy ra thì đây là cái cơ hội đầu tiên người Việt có thêm một vị dân biểu thứ hai tại Hạ Viện. Trước đây chúng ta chỉ có một thôi, hoặc là ông Trần Thế Văn, sau đó là đến Trang Lắc Nguyễn, sau đó là đến Tyler Diệp, rồi trở lại Janet Nguyễn, và lần tới này có thể là, không phải có thể nhưng chắc chắn là ở cái đơn vị 70 ở Orange County có một người Việt Nam nữa, nhưng mà chỉ có một người thôi, lần này có thể là Stephanie Nguyễn. Và khi mà tìm hiểu đó, chúng tôi mới biết là cái đơn vị 10 này nó thay đổi cái sau cái lần vẽ lại bản đồ trong năm 2020. Trước đây nó là một cái county ở phía bắc của San Francisco, nhưng mà sau này đó, mới năm 2020 nó đổi sang là một cái county ở gần thủ phủ Sacramento. Cho nên từ trước đến nay gần như cái tên Stephanie Nguyễn không thấy xuất hiện trên các diễn đàn truyền thông tiếng Việt ở vùng Cali. Nhưng mà khi một ứng cử viên mà về đầu như vậy phải là một cái thành tích sáng chói. Một cái thành tích sáng chói hơn nữa cũng ở Sacramento cho cái chức vụ District Attorney, tức là biện lý, thì có một người tên là Thiên Hồ. Thì cái đó là cách viết theo tiếng Mỹ, nhưng mà tiếng Việt đó, thì mình tìm hiểu thì nó, ông này tên là Hồ Quang Thiên Vũ. Thì ông này cũng được 59% số phiếu, thắng dễ dàng trước đối thủ là Alana Matthews được 41%. Và cái lý lịch ông này, nếu chúng ta hiểu biết thêm, thì ông là con trai của ông Hồ Quang Nhật, một người vị phó tế tại San Jose, là tổng thư ký của cái hội đồng quản trị Việt Museum. Ông là một thành viên lâu năm của phe Cộng Hòa tại San Jose, nhưng mà chúng tôi không biết là con trai của ông đó, Hồ Quang Thiên Vũ này, có là người theo đảng Cộng Hòa hay không, hay là theo đảng Dân Chủ, vì đa số giới trẻ Việt Nam đó họ đi theo cái phe Dân Chủ nhiều hơn. Xin mời anh Nam chia sẻ thêm cái này trước khi chúng ta đi đến những cái cuộc bầu cử khác tại Orange County cũng như là của hội đồng thị xã San Jose. Anh Nam, trước khi mà ta đi tiếp á, thì nhân anh vừa nói Hồ Quang Thiên Vũ á, thì đó là con của anh Hồ Quang Nhật, vừa nói đúng rồi. Thì có lẽ nếu không có gì trở ngại thì trong tuần một vài ngày tới thì Nhật Báo Cali có phỏng vấn hai người, một dân biểu của người Việt, nữ dân biểu đầu tiên của người Việt tại Úc Châu, Liên bang Úc Châu. Và cũng trong lịch hẹn
Thì trong tuần tới chúng tôi có một buổi phỏng vấn Hồ Quang Thiên Vũ. Đó là một kỳ tích, gọi là kỳ tích đúng không, trong lịch sử 47 năm tị nạn của người Việt Nam. Thì đó là một người đầu tiên tại nước Mỹ làm District Attorney, quan biện lý. Thì cái chức này ở thủ phủ của tiểu bang California, đó là Sacramento. Thì cái sự kiện này tôi cho là sự kiện lớn. Cho nên vì sự kiện lớn đó, một số anh em đã viết bài về nhân vật này, đã được đăng trên nhật báo Cali số thứ 7 ngày hôm nay. Đó là anh Trần Kim Đoàn từ Sacramento. Và cái thứ hai nữa là anh Giàu Chỉ ở San Jose, đều viết hai bài về Hồ Quang Thiên Vũ. Tôi cho rằng đó là một cái sự thành công khá lớn của người Việt. Một cái bước ngoặt khá lớn là chúng ta bước sang cái võ đài chính trị ở tiểu bang California lên tầm vóc khác. Thêm một chức vụ nữa, từ chúng ta có thành tích trong thượng viện, có thành tích trong hạ viện, bây giờ là giám sát viên, không phải là giám sát viên mà là biện lý cuộc, quan biện lý đầu tiên của thủ phủ California, quan biện lý đầu tiên của người Việt tại Hoa Kỳ. Thú vị đó, nói cái chính xác như vậy. Và trong cái niềm vui như vậy của người Việt thì chúng tôi cũng có nói cái niềm rất là buồn là tại San Jose sáng nay trước khi giờ lên làn sóng với người bạn tôi là anh Nguyễn Tuấn, mời quý vị đang nghe, thì chúng tôi mở ra một tờ báo Mỹ, The Spotlight, mới cho thấy rằng đây là mùa bầu cử buồn nhất, tồi tệ nhất trong lịch sử gần 150 năm từ khi có record, có ghi nhận lại, lưu lại những cái sự kiện bầu cử. Thì kể từ năm 1850 đó, khi lần đầu tiên người ta ghi nhận lại những kết quả bầu cử, thì thưa quý vị, cho đến bây giờ là khoảng, tôi ước tính là khoảng 150 năm tính nhẩm thôi, có thể đã sai, trên 100 năm, dưới 200 năm. Thì cái số người đi bầu thấp nhất trong lịch sử, chiếm tỷ lệ là chỉ có 17% mà thôi. Và nếu mà so với cái tuổi người già đó, người cao niên, người senior thì đi bầu khoảng khá đông. Nhưng mà càng trẻ dần xuống cái tuổi 18 đến 25 đó, thì còn thu về chỉ còn có 13% đi bầu. Cho thấy cái tuổi trẻ của chúng ta tại Hoa Kỳ ngày càng mất tin tưởng vào cuộc bầu cử. Họ không muốn để bầu cử. Trong bài nói chuyện trước đây, cách đây tuần trước, chúng tôi và anh Nguyễn Ngọc Mùi với chủ tịch hội ký giả là anh Lê Bình cùng ký giả Bạch Phùng đến một quán phở ăn. Thì khi đến quán phở ăn thì người chủ hỏi chúng tôi như thế này: anh Nam ơi, em thấy người ta cấm bảng nhiều ngoài đường là gần như gần tới bầu cử phải không? Anh không biết ngày nào rồi, anh biết lúc nào? Thì chúng ta thứ ba tuổi, anh nói thế à? Như vậy người ta bàng quang với cuộc bầu cử một cái kinh hồn động địa, bởi vì chúng ta càng ngày càng thấy rằng những cái người mình mà ra ứng cử, một là thiếu đạo đức, hai là không có năng lực, ba là không có cái achievement nào, không có thành tích nào nếu được bầu. Và trong lịch sử nó chứng minh như vậy, cho ngày người ta ngày càng không quan tâm đến cuộc bầu cử. Và cái kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1900 mấy mươi là 2000 mấy mươi, chúng ta tính gần 200 năm, thì đây là cuộc bầu cử có tỷ lệ người đi bầu tại Santa Clara County, mà trên cái đây là thông báo của tổ chức là Registrar Voters, tổ chức đăng ký cử tri, họ phân tích rất là chi tiết từng thành phần, từng lứa tuổi này nọ, vân vân vân, sắc dân vân vân. Nhưng mà cái điều đáng buồn thay con số chung là chỉ hơn 17% con số người đi bầu, tỷ lệ kỷ lục lịch sử. Nếu cái đà này cứ tiếp tục như vậy thì có một ngày nào đó người ta sẽ không đi bầu nữa. Chuyện bầu bán là cái chuyện không cần thiết. Thì cái điều đó là cái điều nền dân chủ của Mỹ, cái hạ tầng của nó ở tù quận hạt nó đang có những dấu lũng rất là ghê gớm như vậy, cái những cái khoảng lặng rất là kinh hồn như vậy. Thì xin trở lại với anh, xin mời anh.
Dạ vâng, đúng như anh Nam vừa mới nói đó, là cái tỷ lệ bầu đôi khi nó thấp như vậy, nó là một cái dấu hiệu đáng buồn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thêm một cái sự kiện nữa, tức là đó là cái tỷ lệ của cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thành ra bao giờ cái tỷ lệ nó cũng thấp hơn là cái vòng bầu cử chung cuộc vào tháng 11. Và thứ hai nữa, một cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ người đi bầu thấp đó là nếu như người ta biết trước là cái kết quả nó ngã ngũ, tức là nó sự mà thiên lệch giữa hai cái ứng viên đó nó quá nhiều đi, thành ra là ứng viên cái cử tri mà ủng hộ cho hai bên đó họ cũng không có còn tích cực đi bầu nữa. Cái cuộc bầu cử nó chỉ có khít khao, nó chỉ có cái sự mà tham dự đông đảo đó, thì nếu như là hai cái ứng cử viên mà nó ngang ngửa với nhau và người ta đều mong muốn cho cái phe của mình thắng cuộc, cho nên có một số những cái đơn vị mà như chúng tôi nói, rất tiếc là cái xã hội nước Mỹ, tình hình nước Mỹ nó biến cho hầu như là tất cả đại đa số các ghế dân biểu họ chia nhau ra từ cấp tiểu bang hay là cấp liên bang đều gần như là nghiêng ngả rõ rệt trên một bên rồi. Cho nên cái tỷ lệ đi bầu đôi khi nó không có được cao như là mong muốn, trừ khi những cuộc bầu cử tổng thống thì nó lại lôi kéo cái sự chú ý của người dân nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đi tiếp vào cái kết quả bầu cử tại địa phương, tại một cái đơn vị mà có những cái chính khách người Việt được rất nhiều người nhắc đến trong những cái vụ mà mình có thể nói là tranh cãi rất là ồn ào và tấn công sát phạt lẫn nhau, là tại một cái nơi mà coi như là tiêu biểu của người Việt, gọi là Little Sài Gòn. Đó là trường hợp ở cái đơn vị 70, trong đó là có hai một người đó là thị trưởng của thành phố Westminster là ông Tạ Đức Chí, và người đối thủ khác đó là nghị viên của Westminster là Kimberly Hall, cùng với lên một người thứ ba nữa là Ted Bùi, là nghị viên của thành phố của cái thị xã kế bên là Fountain Valley. Thì trong cái cuộc bầu cử này đó thì cả ba cái người này của đảng Dân Chủ, đảng xin lỗi đảng Cộng Hòa, và đây là cái thành trì của đảng Cộng Hòa từ bao nhiêu năm nay rồi, thì lần này lần đầu tiên cả ba người này đều về hạng nhì, hạng ba, hạng tư hết, thua một cái người của bên đảng Dân Chủ là cô Dietrich Thu Hà Nguyễn, tức là Nguyễn Thu Hà đó, là một người của đảng Dân Chủ, là một người cũng không xa lạ trong chiến trường, từng cũng là một người nghị viên của cái thành phố Garden Grove kế bên. Cô Thu Hà này được 39-40%, anh Chí Tạ được 23%, hai cái nghị viên Kimberly Hồ được mỗi người 14%, và hai cái người cuối cùng là người Mỹ đó là mỗi người chỉ được có 6% và 4% mà thôi. Thì bây giờ cái cuộc bầu cử tại đơn vị 70 này nó hào hứng ở chỗ mà ngay cả tờ báo tại địa phương Orange County Register nó cũng có viết một bài phân tích về cái tình hình này. Đây là một cái đơn vị đó trước đây có cái người dân biểu đương quyền, đúng là cũng nhiệm kỳ này chứ không phải trước đây, là cô Janet Nguyễn. Nhưng mà sau cái cuộc vẽ lại bản đồ năm 2020 thì nó không có còn thuận lợi nữa, và có lẽ Janet Nguyễn đánh hơi thấy rằng là có rất nhiều người Việt Nam thuộc cùng phe Cộng Hòa của mình ra tranh cử, trong khi phe Dân Chủ chỉ có một người là Thu Hà thôi. Cho nên Janet Nguyễn tìm cách dời sang một cái đơn vị ở phía Bắc, là cái đơn vị số 36, để mà cô ra ứng cử chức vụ mà nghị sĩ, và cô đối đầu với cái đối thủ Kim Carr của đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử tháng 11. Cái điều đó ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử tại đơn vị 70 còn lại thì cái điều mà cô Thu Hà Nguyễn về hàng đầu đó là một cái ngạc nhiên rất lớn, tại vì từ trước đến nay nhiều người Việt Nam tụ cái thành phần mà lớn tuổi đó hay có một cái nhận định nó sai lầm cho rằng là người Việt Nam qua bên Mỹ là phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, bởi vì đảng Cộng Hòa là đảng chống cộng, trong khi đảng Dân Chủ là đảng phản chiến, vân vân. Rồi cộng tới cái bộ máy của đảng Cộng Hòa nắm hết tất cả những chức vụ trong chính quyền từ thị xã, thành phố, county cho đến dân biểu, tiểu bang, dân biểu, liên bang, cho nên con đường hoạn lộ của các người Việt Nam ở đây đó đều đi qua ngã của đảng Cộng Hòa hết.
từ ông Tony Lâm cho đến Trần Trần Thái Thái Văn, Văn. rồi đến Tyler Diệp, Chí Tạo, nên họ đi qua cái ngã đó, ít có người nào nghĩa là can đảm đi theo ngã của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà càng về sau đó, người ta sẽ thấy rằng là cái giới trẻ, giới trung niên ấy đó, họ không có phải có cái nhận định như vậy, cho nên họ ngã theo Đảng Dân Chủ, và nhiều người đã thành công. Và cái người thành công sáng giá nhất hiện nay là cô Thu Hà Nguyễn của Đảng Dân Chủ. Cái điều đáng nói đó là có lẽ anh Nam và nhiều quý khán thính giả cũng biết rồi, là trong cái thời gian gần đây, các chính khách của thành phố Westminster đó, họ chia rẽ nhau cực kỳ về cái chuyện mà gọi là nỗ lực làm tượng đài chiến thắng Quảng Trị, rồi hai bên tấn công chửi bới lẫn nhau cùng với lại cái khán thính giả của họ ủng hộ, cho nên nó tạo ra một cái tình trạng nghĩa là phân hóa cùng cực. Cho nên trong cái cuộc đếm phiếu vào tối thứ ba vừa qua đó, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy những người mà gọi là ủng hộ cho ông Tạ Đức Chí ngồi phòng đếm phiếu đó hoan hô la hét, nghĩa là thắng rồi, thắng rồi. Hóa ra họ thắng cái gì? Họ thắng cái người đối thủ của họ là cô Kimberly Hồ, khi lúc đó nó là được 9.000 phiếu, cô Kimberly Hồ được hơn 6.000 phiếu. Họ hoan hô là thắng rồi, thắng rồi, nhưng mà họ cũng có quên đi một cái sự thật là lúc đó nó thì cái cô Thu Hà này cũng được 14.000, 15.000 phiếu. Thành ra mình thắng và thắng hạng nhì, nó là một cái chuyện hết sức là buồn cười. Tôi không hiểu cái trình độ nhận thức của người ta vậy. Rồi, chưa kể, quan trọng hơn nữa đó là sau đó những người mà ủng hộ của ông Tạ Đức Chí đó súng lại với nhau làm một cái hành động mình gọi là tự khen lẫn nhau, tự sướng lẫn nhau, rất là bệnh hoạn, rất là sai lầm. Họ có những cái phụ tá cao cấp của ông, kể cả như cái ông luật sư Nguyễn Quốc Linh lên trên truyền hình như vậy, đưa nhau ra những cái là tự khen với nhau, tự sướng. Nhưng mà cái điều nặng là họ chê bai đủ điều đối với cái đối thủ của họ là bà Kimberly Hồ, cũng là người của Đảng Cộng Hòa, mà họ coi như là họ đã ăn mừng, họ hạ gục được. Thành ra họ đưa ra những từ ngữ nghĩa là lần đầu tiên, thực tế từ giờ phút này chúng ta sẽ triệt hạ những người đó, không có ngóc đầu lên được, không ai chưa có thể ngăn cấm người ta ngóc đầu. Hôm nay người ta thua cuộc bầu cử này, qua kỳ sau họ ra ứng cử chức vụ khác hay ứng cử khác, cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là bước vào cái vòng nhì kế tiếp, họ ông Tạ Đức Chí này sẽ phải đấu với lại cô Thu Hà ở bên Đảng Dân Chủ, thì ông ta phải cần cái số phiếu của những cử tri ủng hộ cho các đối thủ Kimberly Hồ và Seth Bùi cũng Đảng Cộng Hòa đó dồn cho ông ta, thay vì họ ở nhà hay là họ dồn phiếu cho cô Thu Hà. Bởi vì cử tri của Tạ Đức Chí cũng như là cử tri của Kimberly Hồ coi như là cấu xé lẫn nhau, nghĩa là không mặt, không nhìn mặt nhau, thì làm sao người ta có thể expect, người ta có thể trông chờ là họ sẽ đi bỏ phiếu cho Tạ Đức Chí. Cũng như là chúng tôi thấy trên cái chương trình, cái anh chàng phụ tá cho ông Tạ Đức Chí là Nam Quan cùng với cái ông Ngô Kỷ đó lên với nhau còn khoe rằng là cái bà vợ của ông Tết Bùi đó đã nộp đơn thưa kiện chúng tôi về cái tội này tội nọ vân vân, thì làm sao chúng ta tin rằng là ông Tết Bùi và những cử tri của ông đó sẽ bỏ phiếu cho Tạ Đức Chí ở vòng thứ hai. Thành ra chúng tôi thấy ngạc nhiên cái trình độ trưởng thành của những người mà trong cái ban tham mưu của ông Tạ Đức Chí không nhìn thấy cái điều đó hay sao. Thường thường là trong cái vòng bầu cử thứ nhất đó, nếu mà không có ứng cử viên nào về đầu trên 50%, thì bao giờ những hai cái ứng viên về đầu bao giờ cũng có những cái lời lẽ hòa dịu để mà lấy lòng những cái đối thủ mà đã bị thua, để mong rằng là trong cái thời gian qua chúng ta tranh cử lẫn nhau, chúng ta tấn công lẫn nhau, nhưng mà thôi bây giờ thì xong rồi, thì tôi mong quý vị hãy ủng hộ cho chúng tôi đi. Đằng này các ứng cử viên, các phụ tá của ông Tạ Đức Chí lại thay nhau triệt hạ, miệt thị, chỉ trích chửi bới nặng nề những người khác, thì điều này nó không, họ không thấy trước là cái điều này nó sẽ dẫn đến một cái kết quả rất là tệ hại cho cuộc bầu cử tháng 11 đó hay không. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là rất là ngạc nhiên. Và cái điều này dường như
nó cũng đã xảy ra tại ngay cái thành phố San Jose của anh Nguyễn Xuân Nam, mặc dù là ở một cái cường độ không có mạnh bằng. Đó là trong cái trường hợp mà ở cái đơn vị số 7 của hội đồng thành phố. Thì trong thời gian qua, có lẽ quý khán thính giả trên trường này đã thấy anh Nguyễn Xuân Nam tường trình về những cái gọi là tranh cãi, tấn công nhau qua lại giữa hai ứng cử viên người Việt, Biên Đoàn tức là Đoàn Điện Biên và Vân Lê tức là Lê Thị Cẩm Vân. Thì hai bên tung ra những cái chiêu tấn công lẫn nhau. Thì bây giờ cái kết quả của cái cuộc bầu cử vòng đầu vừa rồi đó, thì cô đương kim nghị viên là Maya Espaza được 2.837 phiếu, Biên Đoàn được khoảng 1.864 phiếu, hơn cái người về thứ ba Vân Lê chưa tới 100 phiếu. Chúng tôi không có rõ là cho đến giờ phút này cái kết quả chung cuộc nó có thay đổi hay không, nhưng mà người ta tin rằng là có lẽ một trong hai người Việt Nam về nhì này sẽ không nhận được đa số phiếu của cái người Việt Nam kia, và họ hoặc là họ ở nhà hoặc là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho bà Maya Espaza. Xin trở về với anh Nguyễn Xuân Nam. Có lẽ cũng dài, nhưng mà chúng tôi cũng dành ít chút phút, một vài phút nữa để nói thêm. Và bạn tôi cũng đang bị bệnh, cũng cần nghỉ ngơi, thưa quý vị. Nhưng tôi hành hạ anh thêm chút xíu nữa. Là cái cuộc bầu cử từ quận 7 á, thì chốc nữa đây anh bạn tôi, anh Brian Công Đỗ, sẽ một nhà bình luận về bầu cử tại San Jose, sẽ có một chương trình riêng. Anh sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Chúng tôi biết anh đang chuẩn bị một chương trình rất là phong phú về vấn đề này, sâu sắc vấn đề này. Cho nên tôi không có steal the show của anh được. Nhưng mà chỉ có cái như thế này, chúng tôi đã ngắn thôi. Cái cuộc bầu cử có 17% người đi bầu thôi, 17, hơn 17% người đi bầu. Cho nên có thể nói là tỷ lệ thấp. Theo chúng tôi biết, cộng đồng người Việt tại quận 7 khoảng 17.000 người. Con số đi bầu giờ có khoảng trên dưới 4.000 phiếu, thì nó roughly đó, người Việt đi bầu có 25%, có nghĩa là người Việt không quan tâm về cuộc bầu cử này nhiều. Cái tỷ lệ turnout rất là thấp, còn trên dưới 25%. Chúng tôi chưa có số liệu chính thức cuối cùng, nhưng mà đại thể như vậy cho thấy rằng cái việc bầu cử nó không ảnh hưởng đến cái sự mà bận tâm của đa số người Việt. Đó là cái điều đáng buồn thứ nhất. Cái điều đáng buồn thứ hai đó là trong nội bộ của chúng ta nó phân hóa như vậy, giống như tại Nam California như anh nói đó. Cho nên khi một số người phe thua, liệu chăng cái endorse từ cử tri đến ứng cử viên, cái endorse cái người thắng cuộc không, hay là vì cái tự ái tức giận rồi bỏ sang phe khác khiến phe khác đông hơn, và chúng ta sẽ không thua trước thì thua sau. Đó là vấn đề người ta lo thứ hai. Vấn đề thứ ba là gì nữa đó, là cái tình trạng phân hóa bất đoàn kết trong vòng người Việt nó đến mức độ như thế này nè. Nếu như cộng lại hai số phiếu của cô Văn Lê và anh Biên Đoàn, mà nếu chỉ có một người đã ứng cử và số phiếu đã dồn lại cho ứng cử viên người Việt thì ta thắng knock out ứng cử viên Mia ngay từ vòng đầu. Tại vì vòng đầu này đó, người Mỹ ít đi bầu như anh nói này, mà người Việt đi bầu đông hơn người Mỹ, và cộng đồng người Việt cũng đông hơn cộng đồng Mỹ nữa. Cho nên nếu từ quận 7 mà chỉ có một ứng cử viên Việt ra thì chúng ta đánh thắng ứng cử viên Mỹ ngay, knock out ứng cử viên Mỹ ngay từ vòng đầu. Chúng ta có nghị viên, nhưng vì chúng ta không có ai sắp xếp, không ai điều phối, không phối hợp nhau và không nhường nhau, tự do mà. Do vậy mọi người cùng ra, nhà nhà cùng ra, người người cùng ra, cuối cùng là kẻ chết trước người chết sau, và tất cả chúng ta đều cùng chết. Đó là nếu điều đã xảy ra, chúng ta đặt chữ nếu nha, nếu điều này xảy ra thì trách ai? Test vì chúng ta không có lãnh đạo cộng đồng, test vì chúng ta không đoàn kết, test vì chúng ta thiếu tầm nhìn, test vì chúng ta không tương nhượng nhau, test vì cái gì chăng nữa, nhưng mà cái số phận chúng ta là người ăn bên lề chứ không phải ăn ngồi trên bàn chính.
Chúng ta từng thấy rằng trong cuộc bầu trong cuộc COVID-19 vừa qua thì hầu hết người Việt không được tài trợ, các thương mại Việt không được tài trợ bằng những cái thương mại Mỹ. Người Việt rên xiết khắp nơi vì người ta thiếu nghị viên, thiếu người đại diện trong thành phố, thiếu người đại diện trong lãnh đạo. Và người ta kêu gọi khắp nơi để có một cái đại diện. Nhưng mà rồi ai sẽ đứng ra điều phối vấn đề này? Ai đứng ra có thể dàn xếp để các quý vị ra trước sau kỳ này kỳ khác để làm sao bảo đảm ưu thế của người Việt, để dành sức mạnh cho người Việt? Không, chúng một cộng đồng no leadership, một cộng đồng không lãnh đạo. Chúng ta 47 năm và cái điều nữa, điều thứ tư nữa, này, dường như người ngoại quốc họ biết được cái yếu điểm người Việt như vậy, cái nhược điểm người Việt như vậy. Cho nên cứ hệ các ứng cử viên mạnh của người Việt nào ra thì họ sẽ vận động tung con bài thứ hai ra, chia phiếu tờ rớt, chia phiếu. Cái chia phiếu như thế nào? Lần đầu tiên á, hai người ra thì chia phiếu. Rồi trong quá trình mà tranh cử họ gây cấn nhau, họ tranh luận nhau, họ đối chọi nhau thành kẻ thù nhau, cử tri thù cử tri, nghĩ cái ứng cử viên thù ứng cử viên. Khi một người vô thì cái phần còn lại tách ra, thà tao ủng hộ kẻ thù để tiêu diệt mày, thì người chết trước và kẻ chết sau, cuối cùng cả hai cùng chết. Thì đó là cái điều mà nếu điều đó xảy ra thì tôi nói đó là ngày tận thế của cộng đồng người Việt tại San Jose. Là chúng ta vĩnh viễn ngóc đầu lên ông đội, bị bên ngoài đánh, bị bên trong đánh, bị đối phương bắt bài đánh, bị mình đánh nhau, và bị ứng cử viên đánh ứng cử viên, rồi tới cử tri đánh cử tri, thì một tan nát cộng đồng hết. Và như vậy chúng ta chờ xem cái lần này, nếu mà biên đoàn vào vòng trong thì liệu Lê Thị Cẩm Vân có ủng hộ biên đoàn không, hay là liệu cử tri Cẩm Vân có ủng hộ biên đoàn không, và nếu không ủng hộ thì liệu cử tri Cẩm Vân và Cẩm Vân sẽ bầu trai. Nếu cử tri Cẩm Vân nhảy qua phía bà Maya thì tự dưng cộng đồng Mỹ mạnh hơn. Và như vậy một lần nữa biên đoàn là thua nữa. Do vậy tất cả những vấn đề đó, mời quý vị nghe bài nói chuyện sau chương trình này của một chuyên viên về bầu cử nhiều năm tại San Jose, đó là anh Brian Công Đỗ. Và chúng ta sẽ nói nhiều hơn vấn đề này. Nhưng mà cái điều chúng ta nói sơ trong chương trình này là tiên trách kỹ hậu trách nhân. Chúng ta trách mình trước, anh Mel. Mình thiếu một cái sự leadership, lãnh đạo trong vấn đề đẩy con người mình ra chức vụ mình muốn ra. Thì trong lúc đó chúng ta nghe chiến thắng vang dội từ Sacramento của anh Hồ Quang Thiên Vũ, của cô Jennifer gì đó phải không? Hay tại Nam Bali, tại Nam Bali này đó, thì chúng ta tại Bắc Cali, thưa tội quý vị, rất là buồn. Một cộng đồng tan vỡ, thưa quý vị. Trở lại anh, thưa anh. Có lẽ anh cũng mệt mỏi. Chúng ta có một vài lời cuối, chúng ta sẽ chia tay. Anh còn nghỉ ngơi để lần sau, tuần tới, khỏe mạnh lại thì thao nhé. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả. Xin tạm chia tay và xin hẹn tái ngộ cùng quý khán thính giả và anh Nguyễn Xuân Nam trong chương trình kỳ tới. Thưa quý vị, chúng tôi rất là vui mừng để có được người bạn tôi, anh Văn Tuấn từ Houston tham dự chương trình của chúng ta. Và càng vui hơn thì chúng tôi anh đem lại một món ăn rất là ngon để phục vụ cho tất cả quý vị. Trong tình trạng anh bệnh đau như vậy, chúng tôi xin sorry anh, không biết anh bệnh đau, nếu biết anh bệnh đau như vậy, cái show đầu tiên ta tạm khoảng một tuần hai tuần gì đó để nghỉ ngơi. Khi lên làn sóng tôi biết anh bị bệnh, rất là sorry anh nha. Xin chúc anh mạnh khỏe sớm và xin gửi lời thăm chị và các cháu, xin gửi lời thăm quý vị. Xin kính chào.